chương một nguyệt cùng sương lần đầu gặp đấu la đại lục sử lai khắc thành sử lai khắc học viện đông môn tính danh chu hoang địa chỉ gia đình thiên hồn đế quốc mộc dương quận đào nguyên thôn thư đề cử tại cái này vốn là mặt không biểu tình giống như đăng ký máy móc tầm thường tiểu tử trẻ tuổi trên mặt đột nhiên nhiều hơn vẻ kinh ngạc liền con ngươi đều có chút phóng đại bất quá loại tâm tình này rất nhanh liền bị hắn ép xuống chỉ là nhìn nhiều trước người thiếu niên một mắt ân dáng dấp phổ thông, cũng không gì đặc biệt đi. Lắc đầu, tiểu tử trẻ tuổi không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hỏi, niên linh, hồn lực đẳng cấp. Thiếu niên không nhanh không chậm đáp trả, kém một cái nguyệt mãn 12 tuổi, 22 cấp khống chế hệ chiến hồn đại sư. Tiểu tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn chầm chầm thiếu niên ở trước mắt lại nghiêm túc nhìn một chút, hỏi, có thế phóng thích một chút vũ hồn sao? Kỳ thực, phóng thích vũ hồn đoạn đường này tự hoàn toàn không cần thiết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cầm giả số liệu tới lừa gạt sử lai khắc học viện chỉ là vị này phụ trách nhập học ghi danh tiểu tử trẻ tuổi muốn nhìn một chút trước mắt vị thiếu niên này vì cái gì có thể được đến nàng thư đề cử thật sự là lòng hiếu kỳ quấy phá vốn là phụ trách tân sinh nhập học đăng ký chuyện như vậy thì không cần hắn một cái nội viện học viên tới làm làm gì đi lang thang thời điểm bị lão sư kéo tới làm tráng đinh kết quả bây giờ ngược lại là phát hiện một kiện chuyện thú vị một bên khác thiếu niên nghe xong không chút do dự chỉ là chậm rãi tiến lên một bước lập tức hai cái màu vàng hồn hoàng từ lòng bàn chân dâng lên nhiệt độ chung quanh chớp mắt giảm xuống liền mặt đất đều nhiều hơn một tầng thật mỏng sương vũ hồn sương t tiểu tử trẻ tuổi nhịn không được trùng mình một cái chu sư đệ thỉnh nhanh thu ngươi thần thông sư huynh ta sợ lạnh nhất chu hoang gật đầu một cái đại hồn sư ký tức cùng lãnh ý trong nháy mắt tiêu thất đây là ký túc xá của ngươi chìa khóa màu trắng lầu ký túc xá lầu một một trăm linh phòng còn có đây là tân sinh nhập học giới thiệu vắng tắt xem thật kỹ một chút thật cảm tạ sư huynh chu hoang tiếp nhận chìa khóa cùng một quyển sách nhỏ sau khi nói tiếng cảm ơn liền đi tiến vào sử lai like khắc học viện đại môn. Thật lâu, phụ trách ghi danh tiểu tử trẻ tuổi vẫn như cũ nhìn xem cái kia trương thư đề cử bên trên giới thiệu người lạc khoảng tên, trương nhạc huyên, cùng với nàng lưu lại cái kia một tia ấn ký cùng nội viện con dấu. Công dương mặt sư huynh, xin lỗi, xin lỗi, hôm nay làm phiền ngươi. Đang lúc này, một thở hồng hộc, người mặc màu đen đồng phục, rõ ràng là ngoại viện năm lớp 6 học sinh chạy tới tiểu tử trẻ tuổi bên người. Hừ, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải là ngươi, ta sẽ bị kéo tới làm tráng đinh sư huynh, bất giận, bất giận, đêm nay sư đệ mời khách, đầy ngập khách lầu đi lên. Cái này còn tạm được. a à, sư huynh, đây là, hắn đột nhiên thấy được trên trong tay công dương mặt cái kia trương thư đề cử nội viện con dấu, hơn nữa trương nhạc huyên cái tên này hắn nhưng là như sấm bên tai. Không nên hỏi đừng hỏi. Công dương mặt trắng vị sư đệ này một mắt. Kỳ thực a à, hắn còn nghĩ biết là chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là hắn cũng không tốt hỏi a à. Vừa mới vị kia chu hoang sư đệ mặc dù đang bất mãn 12 tuổi thì đến được 22 cấp, đích xác được tính là thiên tài, nhưng dạng này thiên tài sử lai khắc còn nhiều. Vũ hồn là sương, nhưng xa xa không có đạt đến cực hạn chi nước đá trình độ, mang đến cho hắn một cảm giác liền cùng hắn một đồng học khác lan lạc thần không sai biệt lắm. Cho nên, vì sao hắn sẽ cầm tới đại sư tỷ thư đề cử đâu? Trọng điểm là đại sư tỷ cũng chưa từng có đã cho người khác thư đề cử. Tại nội viện, không ít người đều biết, đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên lúc còn rất nhỏ liền bị sử lai khắc thu dưỡng, cũng không có cái gì thân nhân. Bởi vậy, công dương mặt mới đúng chu hoang sinh ra lòng hiếu kỳ ngay tại công dương mặt đủ loại não bổ lúc chu hoang đã bước vào trong truyền thuyết sử lai khắc học viện cái này đứng tại đấu la đại lục đỉnh phong một vạn năm truyền kỳ học viện trong lúc đó ra vô số phong hào đấu la siêu cấp đấu la thậm chí là cực hạn đấu la cùng với cái kia một vạn năm trước bảy cái thần chu hoang đứng tại hải thần bên hồ nhắm mắt lại bày ra hai tay hít vào một hơi thật dài cuối cùng đi tới nơi này kỳ thực Sử lai khắc học viện nhập học với hắn mà nói không tính khó khăn, không cao hơn 12 tuổi, hồn lực đạt đến cấp 15, cái này một cứng nhắc điều kiện, hắn đã sớm đạt đến. Hắn mặc dù không phải tiên thiên đầy hồn lực, nhưng tiên thiên hồn lực cũng đạt tới cấp 8. Tại 6 tuổi vũ hồn sau khi thức tỉnh, Chu Hoang hao tốn gần tới thời gian 6 năm, từ cấp 8 hồn sĩ tu luyện đến bây giờ 27 cấp đại hồn sư. Không tệ, là 27 cấp, không phải hắn biểu hiện ra 22 cấp về phần hắn vì cái gì có thể tại phóng thích vũ hồn đồng thời còn có thể ẩn dấu tu vi đẳng cấp này liền cùng hắn thứ hai vũ hồn có liên quan rồi những thứ này tạm thời không đề cập tới ngoài ra muốn nhập học sử lai like khắc học viện điều kiện thứ hai đó chính là thành chủ cấp bậc thư đề cử ân chu hoang vẫn cho rằng rất thảo đẳng một quy củ nếu không phải là gặp gỡ nàng mình muốn nhận được thư đề cử còn phải ngoài định mức tiêu phí một chút công phu trương nhạc huyên nội viện đại sư tỷ chu hoang xuyên qua đến thế giới này gặp phải cái thứ ba quý nhân phía trước hai cái, tự nhiên là hắn thế giới này phụ mẫu. Hắn phụ mẫu xem như già mới có con, sinh hắn thời điểm cũng đã năm mươi mấy. Hơn nữa, hắn phụ mẫu đều là mười mấy cấp hồn sư mà thôi. Cùng Trương Nhạc Huyên gặp nhau, cùng hắn phụ mẫu cũng nhiều bao nhiêu ít có điểm quan hệ, Chu Hoang vẫn cảm thấy đó là phụ mẫu tại từ nơi sâu xa phù hộ lấy hắn. Bởi vì, hai năm trước một ngày kia, Chu Hoang vừa vặn đi cho phụ mẫu tảo mộ. Đó là thiên hồn trong đế quốc rất thông thường một cái thôn trang nhỏ, rất phổ biến một cái tiểu phía sau núi, lại đồng thời trông giấu lấy chu hoang phụ mẫu cùng với trương nhạc huyên phụ mẫu hai người gặp nhau nơi cũng không mỹ hảo thậm chí tràn đầy bi thương nhưng mà trên thực tế chu hoang nội tâm mặc dù thương cảm nhưng xa xa không thể nói cái gì cực kỳ bi thương dù sao hắn đời này phụ mẫu coi là thọ hết chết già không có cái gì báo thù càng không có ân oán gì lúc trời đi cũng không có chịu đến quá nhiều khổ sở chỉ là chu hoang trong mắt trương nhạc huyên lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt nói như thế nào đây một khắc này trong mắt hắn vốn là tóc dài phiêu nhiên giống như tiên nữ ngộ nhập phàm trần cổ điển mỹ nhân, lại quanh thân tràn đầy đau thương cảm xúc. Ánh mắt của nàng rất mê mang, lại không có lưu lại nửa giọt nước mắt. Không có cuồng loạn khóc rống, cũng không có quỳ hoài không dậy bướng bỉnh. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất di thế độc lập. Thế giới này tự hồ không thuộc về nàng, nàng cũng không thuộc về thế giới này. Chu Hoa ngờ tới, có lẽ là không có cái gì đáng giá nàng lưu luyến, lại có lẽ là nàng không biết lộ ở phương nào, đang đứng ở cuộc sống ngã tư đường. Mộ bia gió thu, lá khô, hoàng hôn. Toàn thân áo trắng vắng vẻ cô nương. Một màn này không thể nghi ngờ là làm cho đau lòng người thương cảm tranh sơn dầu. Một khắc kia chu hoang cũng không biết trước mắt cô nương chính là trong tuyệt thế đường môn thời đại đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên. Không có cái gì lòng ham muốn công danh lợi lộc, cũng không mang theo đặc thù gì mục đích, chu hoang hướng về cái kia buồn bã đau khổ vắng vẻ cô nương đi tới. Không tại sao, chỉ là một khắc kia chu hoang tâm bên trong không đành lòng. Cô nương, nén bi thương chu hoang không phải một cái rất biết an ủi người khác đồng chí tốt nhất là đối mặt là một cô nương một cái rất đẹp cô nương dù sao đời trước hắn chính là một cái tử trạch nam mà thôi bất quá chỉ là thật đơn giản bốn chữ nhưng cũng có thể đánh vỡ cái này trầm trọng bi thương không khí nghe được âm thanh sau cô nương cũng trở về qua thần không còn đắm chìm ở khi trước cái kia một cổ bi thương trong tâm tình ta không sao cảm tạ kỳ thực lấy nàng tu vi đã sớm phát hiện chu hoang nhất cử nhất động chỉ là nàng cũng có thể cảm giác được thiếu niên này cũng không có cái gì ác ý huống chi coi như hắn lòng mang ý đồ xấu cũng không khả năng đánh thắng được nàng chuyện cũ đã qua người sống như vậy tin tưởng đã qua đời người cũng hy vọng cô nương ngươi trải qua vui vẻ cũng chính là lúc này chu hoang mới nhìn đến trên bia mộ bi văn cha trương thanh hà chi mộ nữ trương nhạc huyên lập mẫu liễu cầm cầm trương nhạc huyên sẽ không trùng hợp như vậy chứ bất quá ngay lúc đó Chu Hoang đè xuống tất cả nghi vấn, bởi vì nàng có phải hay không cái kia hắn cho là Trương Nhạc Huyên căn bản vốn không trọng yếu, tiếp tục khuyên nói, mặc dù cảm động lây chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều không tồn tại, nhưng giống như cha mẹ ta trước khi qua đời nói cho ta biết, bọn hắn nói, tiểu tử thúi, về sau chiếu cố thật tốt chính mình, hàng năm hoặc cách mấy năm qua xem chúng ta một lần là được rồi, không nên thương tâm quá lâu, người dù sao cũng phải nhìn về phía. Trước, kỳ thực, những thứ này lời an ủi nghe thực sự quá tái nhợt, thậm chí không có gì sức thuyết phục nhưng từ một cái đồng dạng là phụ mẫu đều mất thiếu niên trong miệng nói ra chung quy là không giống nhau đây chính là cái gọi là đồng dạng tâm a ít nhất một khắc kia trương nhạc huyên là chân chân chính chính có thể cảm nhận được vị thiếu niên này thật tình bộc lộ chỉ là thiếu niên giọng nói chuyện không hề giống thiếu niên ngược lại như cái trải qua tang thương người trưởng thành bất quá trương nhạc huyên cũng không ghét thiếu niên lão thành thậm chí tại thiếu niên tới gần nàng sau nàng hồn lực tự hồ đối với thiếu niên có một loại cảm giác thân thiết cái này ít nhiều khiến nàng hơi kinh ngạc Nàng đường đường 79 đỉnh phong hồn thánh, nàng hồn lực làm sao lại đối với một cái tối đa chỉ có mười mấy cấp hồn sư sinh ra cảm giác thân thiết. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút hoang đường. Có lẽ là bởi vì bây giờ tâm cảnh của mình vấn đề a. Trương Nhạc Huyên chỉ có thể giải thích như vậy. Bất quá, cũng bởi vậy, nàng đối trước mắt thiếu niên này sinh ra một tia hứng thú, huống chi đường đường đỉnh phong hồn thánh lại cần bị một cái nhìn như chừng 10 tuổi thiếu niên khuyên, ít nhiều có chút mất thể diện. Cho nên, nàng thay đổi trước đây rơi xuống thần thái, một lần nữa biến trở về cái kia ôm nhu như trăng nội viện đại sư tỷ ngươi tiểu gia hỏa này như thế nào như cái tiểu lão đầu tựa như dừng một chút trương nhạc huyên lại nói nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi ta cảm giác tốt hơn nhiều khách khí giúp người làm niềm vui là ta lời răng chu hoang chẳng biết xấu hổ nói lấy ngoại trừ không quá sẽ an ủi người hắn bình thường khen từ bản thân tới vẫn là tương đối cẩu thuộc về loại kia hoàn toàn không biết xấu hổ cẩu nam nhân quả nhiên đại sư tỷ nghe vậy cũng là im lặng nàng đột nhiên có chút hoài nghi vừa mới cái kia ông cụ non tiểu gia hỏa có phải hay không ảo giác của mình ta gọi chu hoang chu thiên tinh thần chu hoang nhạc hoang tỷ tỷ ngươi tên gì thời khắc này chu hoang rõ ràng không quá giống đời trước cái kia tử trạch nam ta gọi trương nhạc huyên chương hai sát vách cùng phòng là hoắc treo hải thần hồ gió không lớn nhưng lại tràn đầy làm cho người sản khoái khí lạnh dựa theo nguyên tắc nói tới hải thần đảo cùng với nội viện liền tại đây cái hồ trung tâm đáng tiếc lấy bây giờ chu hoang thị lực còn không nhìn thấy xa như vậy đến nỗi tinh thần dò xét nói đùa chu hoang còn nghĩ sống khỏe mạnh tìm đường chết cũng không dám làm như vậy hắn tới sử lai khắc tự nhiên là vì nhận được tốt nhất giáo dục tài nguyên cho dù trải qua vạn năm sử lai khắc tồn tại rất nhiều lệnh chu hoang không nhìn đặng quy củ cùng lý niệm nhưng không thể phủ nhận chính là toàn bộ đấu la đại lục bên trên đối với võ hồn hiểu rõ không có chỗ kia là so ra mà vượt sử lai khắc học viện thậm chí có thể nói là theo không kịp cho nên sử lai like khắc quy cũ cùng lý niệm đến tục cùng như thế nào chu hoang là không thèm để ý với hắn mà nói đây chỉ là một cầu học chỗ một cái tin anh trường học mà thôi ngươi có thể không tán đồng một trường học một ít lý niệm nhưng cái này không trở ngại ngươi ở nơi này học tập đủ nhất mặt tri thức a hơn nữa quan trọng nhất là sử lai like khắc học viện cùng với sử lai like khắc thành an toàn a nếu là đổi lại vạn năm sau long vương truyền thuyết thời đại đánh chết chu hoang hắn cũng sẽ không bước vào sử lai like khắc thành dù sao hắn có thể chống đỡ ngăn không được 12 cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Quân không thấy một đời tuyệt thế thiên kiêu, hải thần các các chủ vân minh chính là vì vậy mà rơi xuống. Đến nỗi bây giờ, tuyệt thế đường môn thời đại bên trong, không có chỗ kia là so sử lai khắc thành an toàn hơn. Nếu là phiêu phù ở bên ngoài, ai biết ngày nào không cẩn thận liền sẽ đụng vào giết người không chớp mắt tà hồn sư A, thánh linh giáo đáng sợ, chu hoang thế nhưng là rất rõ ràng. Cho nên, đủ loại nguyên nhân tăng theo cấp số cộng, chu hoang vì mình mạng chó càng thêm an toàn, rất sớm phía trước liền quyết định muốn tới Sử Lai like Khắc học viện. Cho nên, tiếp xuống 6 năm, hắn chắc chắn đến an an phân phân cẩu bên ngoài viện. Đến nội nội viện, không vào cũng được. Đương nhiên, nếu là đến lúc đó thực lực đầy đủ, tình thế cũng cho phép, cũng không phải hoàn toàn không thể cân nhắc tiếng. Ngừng ngừng ngừng. Chu Hoang lập tức cắt đứt suy nghĩ của mình, trong lòng mặc niệm, cẩu chi đạo, một chữ nói chi ổn, không lãng, mới có thể thắng. Vạn Lý Trường Chinh bước đầu tiên, nhập học Sử Lai like Khắc xem như hoàn thành nhìn xem dưới trời chiều sóng gợn lăng tăng hải thần hồ, Chu Hoang đột nhiên có loại cảm giác tuế nguyệt qua tốt, chính là không biết thời khắc này Trương Nhạc Huyên có phải hay không ngay tại trên hải thần đảo. Kỳ thực, Chu Hoang tới đây cũng là suy nghĩ có thể nhìn thấy cái kia như nguyệt quan giống như ôm nhu nữ tử. Hai năm không thấy, cũng không biết nàng trải qua có hay không hảo. Bất quá, dựa theo nguyên tắc thời gian, nàng hẳn là trở thành hồn đấu la đi. Hai mươi mấy tuổi hồn đấu la, Trương Nhạc Huyên tư chất đơn giản nghịch thiên, thậm chí muốn so cái kia bảy cái thành thần đời thứ nhất sử lai khắc thất quái ưu tú hơn. Phải biết, Trương Nhạc Huyên nhưng không có tiên thảo, cũng không có thần thi bậc khắc thức đề thăng. Vẹn vẹn dựa vào tự thân tu luyện, tại hai mươi mấy tuổi liền có thể đột phá đến hồn đấu la cấp độ, hắn tư chất đơn giản có thể xếp hạng vạn năm qua năm vị trí đầu đi. Chu Hoa nghĩ nghĩ chính mình, thời gian 6 năm, đề thăng 19 cấp hồn lực, bình quân hàng năm đề thăng 3 điểm mấy cấp hồn lực. Đối với đại đa số người tới nói, được tính là thiên tài, nhưng cùng Trương Nhạc Huyên so sánh, hoàn toàn không thể so sánh huống chi hắn là tại cấp bậc thấp thời điểm mới có nhanh như vậy tiến độ tu luyện càng về sau tiến cảnh chắc chắn cũng liền càng chậm khẽ thở một hơi chu hoang không nghĩ nhiều nữa quay người hướng đi nhà ăn dựa vào đối với nguyên tắc hiểu rõ chu hoang biết sử lai like khắc nhà ăn thế nhưng là lớn nhất nuốt vàng thú ngươi muốn ăn thật tốt vậy thì phải thật nhiều thật nhiều mà vung bạc ngươi nếu là ăn đến kém đương nhiên cũng là có tiện nghi nhưng tuyệt đối không đủ thỏa mãn một cái hồn sư dinh dưỡng cần thiết, dạng này không thể nghi ngờ là lãng phí ngươi tại thời gian của sử lai khắc. Đối với bây giờ Chu Hoang mà nói, hắn có một chút tiền trinh, nhưng tuyệt đối không tính là giàu có. Ba năm trước đây, hắn phụ mẫu sau khi qua đời, Chu Hoang lại bắt đầu hắn săn giết hồn thú hành trình. Không vì cái gì khác, chỉ là vì kiếm tiền. Đương nhiên, Chu Hoang không có khả năng ngốc đến đi tinh đấu đại xâm lâm làm chuyện như vậy, hắn cũng không muốn bị đế thiên đánh trảo diệt xác Bởi vậy, Chu Hoang chỉ là đi một chút phổ thông sơn cốc rừng sâu, săn giết một chút một hai trăm năm xung quanh cấp thấp hồn thú. Mặc dù mười đầu trăm năm hồn thú, cũng không sánh bằng một đầu ngàn năm hồn thú đáng tiền, nhưng Chu Hoang chưa từng mạo hiểm, cho dù hắn trở thành đại hồn sư sau, cũng là xa xa tìm được ngàn năm hồn thú, liền lập tức chuồng đi chạy. Đối với săn giết hồn thú bán lấy tiền một chuyện, hắn cho tới bây giờ cũng là lấy số lượng tới chống đỡ chất lượng. Dù sao con đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu A. Đến nỗi người nói cái gì bảo hộ hồn thú, duy trì sinh thái các loại, Chu Hoang không phải không quan tâm, mà là ăn không no lại nhỏ yếu Chu Hoang không quan tâm. Người, dù sao cũng phải sống sót trước, mới có tư cách đàm luận vấn đề tương lai. Chu Hoang chưa bao giờ hưởng thụ tại săn giết hồn thú, hắn chỉ là đem mình làm một cái thợ săn thôi. Thợ săn đi săn kiếm tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nếu là ở săn thú quá trình bên trong, chính mình bất hạnh bị hồn thú phản sát, Chu Hoang cũng là có thể nói chết mà không oán. Cho nên, ba năm này xuống, Chu Hoang năng lực thực chiến cũng không ngừng tăng lên, nhất là đánh lén năng lực đơn giản lệnh thú khó lòng phòng bị. Đồng thời, không ngừng tăng lên còn có hắn kim hồn tệ số lượng. Thẳng đến tới sử lai like khắc phía trước, Chu Hoang cũng cất trên dưới một vạn kim hồn tệ. Đối với người bình thường tới nói, đây đã là một khoản tiền lớn. Nhưng đối với bất mãn 12 tuổi gào khóc đòi ăn đại hồn sư tới nói, thật sự không tính là gì, nhất là ngươi còn nghĩ mua một chút thiên tài địa bảo thời điểm. Tỷ như, cái kia tụ bảo các vạn năm kình nhựa cây, Chu Hoang cũng không muốn để cho hoắc treo mua thấp bán cao. Bất quá, nói thế nào cũng là lần thứ nhất đặt chân sử lai like khắc học viện nhà ăn, cho nên Chu Hoang điểm một phần giá trị 10 cái kim hồn tiền phần món ăn. Không thể không nói, Đấu La Đại Lục đệ nhất học viện chính là đệ nhất học viện, chỉ cần giá tiền đầy đủ, đồ ăn không chỉ có mỹ vị, hơn nữa dinh dưỡng phối hợp 10 phần. Chu Hoang cảm giác, một trận này bù đắp được bình thường 5 ngày Minh tưởng tu luyện. Đáng tiếc, không thể mỗi ngày như thế ăn a. À. Một trận 10 cái kim hồn tệ, thực sự quá mắc, không phải hắn loại này nhà cùng khổ nên có hưởng thụ. Cho nên một trận này coi như là chúc mừng thuận lợi nhập học sử lai like khắc tốt. Trưng trưng ăn 10 cái kim hồn tệ. Rời đi nhà ăn sau, sắc trời đã dần tối. Chu Hoang không tiếp tục đi dạo, mà là trực tiếp đi về phía cái kia tòa nhà màu trắng lầu ký túc xá. Xa xa, hắn thấy được cái kia còng xuống thân ảnh nằm ở trước lầu nhà trọ trên ghế dài. Nói thật, thời khắc này Chu Hoang tâm nhảy là đột nhiên nhanh chóng nhảy lên. Lão nhân kia chính thành chính chính là Long Thần Đấu La Mục Ân, đương đại hải thần các các chủ, cấp 99 cực hạng đấu la, đương thời nhân gian đỉnh phong một trong. Nói Chu Hoang không có khẩn trương chút nào, đây tuyệt đối là chê cười. Bất quá, hắn đến cùng không phải thiếu niên tâm trí, tâm tình khẩn trương rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép ép xuống. Toàn bộ quá trình cũng liền mấy giây thời gian, thậm chí sắc mặt của hắn từ đầu tới đuôi đều không biến hóa qua, ngay cả ánh mắt cũng chỉ là tùy ý từ trên người lão nhân thổi qua, giống như những học sinh mới khác một dạng. Duy nhất biến hóa chính là vừa mới cái kia mấy giây tim đập rộn lên tin tưởng đường đường cực hạn đấu la cũng sẽ không tùy thời tùy chỗ dò xét một cái tân sinh nhịp tim phải chăng bình thường sở dĩ sẽ như thế cũng không phải chu hoang tâm hư cái gì dù sao hắn cũng không phải muốn tại sử lai like khắc kiếm chuyện khẩn trương vẻn vẹn chỉ là kẻ yếu đối với loại này cường giả tuyệt thế kính sợ thôi chu hoang ý nghĩ rất đơn giản hắn chỉ muốn khiêm tốn cậu lấy không bị bất luận kẻ nào phát hiện đương nhiên cũng bao quát vị này cực hạn đấu la cho nên chu hoang giống như những học sinh mới khác một dạng trực tiếp không để ý đến sự tồn tại của ông lão không nhanh không chậm đi về phía 109 phòng. Hắn cũng không phải hoắc treo, cho một ân mang đến lễ phép ân cần thăm hỏi. Chu Hoang không muốn để người chú ý, nhất là không muốn dẫn tới một ân chú ý. Đương nhiên, đây không phải nói một ân là cái người xấu. Tương phản, tại trong toàn bộ tuyệt thế đường môn, một ân cũng là một cái hiền hòa lão giả, một cái đáng giá sử lai khắc toàn thể thầy trò tôn trọng hải thần các các chủ. Có thể nói, một ân một đời đều dân hiến cho sử lai khắc. Nhưng mà, sách là sách, khi sách biến thành sự thật sau, lấy Chu Hoang cẩu tính chất, hắn thì sẽ không lú đầu. Đi ngang qua 108 phòng lúc, Chu Hoang dừng lại một chút, bởi vì thông qua cửa sổ hắn thấy được một cái thân ảnh gầy yếu đang ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng tu luyện. Nếu như nhớ không lầm phòng ngủ số mà nói, đó phải là Hoắc Treo Hoắc Vũ Hạo, nghĩ đến thần nhị đại vương Đông còn chưa tới, bằng không thì không đến nổi ngay cả màn cửa đều không kéo lên. Kỳ thực, Chu Hoang vì sao như vậy xác định sát vách cùng phòng chính là Hoắc Treo đâu? Nguyên nhân đương nhiên là rất sớm phía trước là hắn biết, lần trước toàn bộ đại lục hồn sư đại tái là tại ba năm trước đây, theo lý thuyết lần tiếp theo hồn sư đại tái là qua sang năm, đúng lúc là hoắc treo năm thứ hai thời điểm. Cho nên, hắn cùng hoắc treo là nhất giới. Ai, mệt lòng. Cùng số mệnh chi tử hoắc treo cùng một giới cũng không phải cái gì chuyện tốt a. À. Đương nhiên, chu Hoang cũng chưa từng có lo lắng nhiều chính là. Ân, về sau cách hoắc treo còn có vị kia thần nhị đại xa một chút liền tốt, miễn cho tai bay và gió. Hắn, chu Hoang, coi như khí vận chi tử một cái không xứng nắm giữ tính danh sát vách cùng phòng liền tốt. Chương 3, cướp mất một điểm nhỏ cơ duyên. Cũng liền dừng lại hai điểm mấy giây thời gian, Chu Hoang liền đi qua 108 phòng trước cửa hành lang. Mở ra 109 phòng đại môn, đập vào trước mắt cũng chính là đơn thuần hai tấm giường gỗ, trong phòng ngủ đơn giản một nhóm, thậm chí cũng không có bất luận cái gì dụng cụ thường ngày, quét liên tục đem cũng không có. Không thể không nói, cái này đấu la đại lục đệ nhất học viện cũng là đủ keo kiệt đêm nay cũng là không cần bình thường ngủ, bởi vì liền trương chiếu trúc cũng không có, chỉ có thể thông qua ngồi xuống tu luyện thay thế giấc ngủ. Chu Hoang cảm thấy cũng là còn tốt, bản thân hắn chính là người tu luyện cùng nhân, trước đó hắn giấc ngủ bình thường thời gian cũng là rất ít, phần lớn thời gian cũng là thông qua minh tưởng tu luyện để thay thế giấc ngủ. Bằng không, cho dù hắn thiên tư không kém, cũng không cách nào tại cái tuổi này tu luyện tới 27 cấp. Trong lúc này, hắn nhưng không có dùng qua bất luận cái gì thiên tài địa bảo hoặc đang dược. Không phải là không muốn, chủ yếu là nghèo, mua không nổi cũng tìm không thấy loại kia không phải dựa vào tiêu hao tiềm lực đến đề thăng thực lực đang dược. Tỷ như, hắn biết đến huyền thủy đang cùng thăng hồn đang, hai loại bảo đang trước lúc này hắn chắc chắn không có cách nào lấy tới. Đến nỗi bây giờ đi, hắn ngược lại là có thể hoạch định một chút, kế tiếp hố một hố từ liếm chó. Chu hoang thoát đi giày, ngồi xếp bằng trên giường sau, lại nhìn một chút trống rỗng phòng ngủ, suy nghĩ ngày mai nên đi mua chút cái gì đồ dùng hàng ngày trở về. Hôm nay mới là báo danh ngày thứ hai, kế tiếp còn có 5 ngày thời gian mới chính thức khai giảng, trong khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện thật cũng không chuyện gì làm chu hoang kỳ thực có chút hối hận báo danh sớm như vậy bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến báo danh sớm trực tiếp liền bị phân đến tân sinh ban một nếu như hắn cái này con bướm kích động cánh không lớn như vậy ảnh hưởng ba tháng này tân sinh ban một chủ nhiệm lớp chính là chu y cái kia đóa kỳ lạ rồi xin chú ý nơi này kỳ hoa là nghĩa xấu trên thực tế trước đây chu hoang tại nhìn nguyên tắc lúc hắn là phi thường khinh bỉ chu y loại kia lão sư hắn thấy Chu y căn bản không có bất kỳ cái gì sư đức có thể nói, càng không xứng xem như thầy người. Thử hỏi, có lão sư nào tại lần thứ nhất đối mặt học sinh thời điểm, cũng bởi vì học sinh từng chút một ngôn ngữ phản kháng, tiếp đó trực tiếp khai trừ học sinh. Người đặt yêu giáo đều không dạy, vẻn vẹn một lần gặp mặt liền đem nhân gia học sinh đuổi, cái này cũng là một cái lão sư chuyện nên làm. Nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hoặc A. Nhưng mà chu y ngoại trừ chỉ có thể lấy thế đè người, mắng học sinh là phế vật bên ngoài, hoàn toàn không có làm một lão sư nên có phẩm chất. Bởi vậy, năm đó ở nhìn thấy Chu Y nhân vật này, Chu Hoang hung hăng chửi bậy một câu, người mẹ nó cũng xứng họ Chu. Ngôn ngữ thật có chút quá kích, nhưng cái này cũng là lúc đó Chu Hoang chân thực ý nghĩ. Mà lúc này bây giờ, Chu Hoang cảm giác chính mình chắc chắn là đầu tú đậu, làm sao lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất đâu. Thất sách A. Mặc dù hắn bày ra là khống chế hệ năng lực, thông qua tân sinh khảo hạch sau, khẳng định vẫn là phân đến ban một, chủ nhiệm lớp như trước vẫn là Chu Y, nhưng hắn không muốn tân sinh 3 tháng trước coi như Chu Y học sinh A đối mặt chu y loại này kỳ hoa chu hoang chắc chắn là nghĩ đến càng chậm trở thành học sinh của nàng lại càng tốt chỉ là bây giờ ai nhất thất túc thành thiên cổ hận a à? trước kia cũng là một lòng nghĩ mau lại đây đến sự lai khắc ngược lại là hoàn toàn không để ý đến còn có chuyện như vậy hiện nay ván đã đóng thuyền sự thật đã như thế cũng chỉ có thể đối mặt thảm liệt cuộc sống câu nói kia nói thế nào chân chính dũng sĩ hẳn là có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh có can đảm đối mặt máu me đầm đìa phi hắn chu hoang cũng không phải dũng sĩ cái này dũng sĩ người nào thích làm ai coi như đi ngược lại hắn chu hoang không có thèm hô Khít một hơi thật sâu sau chu hoang buông lỏng suy nghĩ không nghĩ thêm những cái kia loạn thất bát tao chuyện bắt đầu minh tưởng tu luyện thời gian cho tới bây giờ cũng là công bình nhất đồ vật mỗi người một ngày đều chỉ có 12 hai canh giờ vô luận ngươi là tu luyện hay là ngủ nó lúc nào cũng thờ ơ di chuyển ngay tại chu hoang đắm chìm ở lúc tu luyện đi tới sử lai khắc buổi chiều đầu tiên lặng yên mà qua Ngày kế tiếp, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, Chu Hoang mới chậm rãi mà mở hai mắt ra. 27 cấp đỉnh phong. Cũng không biết là bởi vì tối hôm qua cái kia ngừng lại giá trị 10 cái kim hồn tiền bữa tối, còn là bởi vì đi tới Sử Lai like Khắc sau tâm cảnh biến hóa, ngược lại tối hôm qua tu luyện sau lại có nho nhỏ đột phá. Mang tâm tình vui thích, Chu Hoang rời đi phòng ngủ, vãn học viện đông môn đi đến. Sử Lai like Khắc sáng sớm vẫn là rất mỹ hảo, yên tĩnh mà yên ổn nhã, không khí cũng rất tươi mát dù sao thế giới này bởi vì hồn sư cùng với hồn đạo khí tồn tại, cho nên cũng sẽ không có công nghiệp than phát triển, từ đó tránh khỏi phần lớn công nghiệp ô nhiễm. Ở đây vẫn tồn tại như cũ lấy nguyên thủy nhất trời xanh mây trắng cùng non xanh nước biếc. Đây là rõ ràng hữu ích một mặt. Đương nhiên, bất lợi một mặt vô cùng rõ ràng minh bạch. Ngươi dám tin tại đạp phi hành hồn đạo khí bay khắp nơi thế giới bên trong, nó trên đường cái chủ yếu nhất phương tiện giao thông vẫn là xe ngựa. Dạng này không dịu dàng một màn chính là đấu la đại lục đặc sắc. Ngoại trừ hồn đạo đèn, Chu Hoang rất ít gặp đến sinh hoạt loại hồn đạo khí, tuyệt đại đa số hồn đạo sư nghiên cứu phương hướng cũng là quân dụng hoặc đề thăng chiến lực cá nhân hồn đạo khí. Từ Đông Môn đi ra học viện sau, tha một vòng, Chu Hoang đi tới Sử Lai Khắc Thành. Điểm ấy là Chu Hoang muốn nhất chửi bậy, rõ ràng học viện ngay tại Sử Lai Khắc Thành, thế nhưng là cả hai cũng không tương thông, phải nhiễu một đoạn lớn lộ mới có thể tiến nhập trong thành, cũng không biết ban đầu là ai thiết kế học viện bản kế hoạch. Trên đường cái còn không tính náo nhiệt, lúc này cũng liền khoảng 7 giờ, bề ngoài mở nhiều nhất tự nhiên là bán điểm tâm tiệm cơm. Lão bản, tới một phần cháo trứng muối thịt nạc cùng một phần thịt heo cải trắng nhân bánh sủi cảo. Chu Hoang tùy tiện tìm một cái quán cơm nhỏ ngồi xuống. Được, khách quan chờ. Kỳ thực, loại này phổ thông bữa sáng đối với Chu Hoang tới nói vẫn là rất tiện nghi, một trận cũng chính là năm, sáu cái đồng hồn tệ mà thôi. Đương nhiên, nó dinh dưỡng giá trị so với học viện căng tin những cái kia thịt thú vật cùng nguyên liệu nấu ăn, có thể nói ước chừng tương đương linh. Chỉ có thể nói tiền nào đồ nấy. Thảnh thơi tự tại mà ăn điểm tâm xong sau, Chu Hoang tùy ý đi dạo sử lai khắc thành, mua cây chổi, mua khăn tay, mua bàn chải đánh răng, mua khăn mặt các loại đồ dùng hàng ngày. Cũng là may mắn thế giới này có trữ vật hồn đạo khí vật như vậy, bằng không loại này dạo phố tảo hóa chuyện thật đúng là một loại dày vò, chỉ là sách theo bao lớn bao nhỏ liền có thể phiền chết ngươi. Ước chừng đi dạo 3 giờ sau, cơ bản có thể nghĩ tới đồ dùng hàng ngày cũng đều mua đủ. Thời khắc này Chu Hoang đi tới một tòa hoa lệ kiến trúc trước cửa, phía trên bản hiệu viết tụ bảo cắt ba chữ to. Chu Hoang biết, tụ bảo các sau màn lão bản kỳ thực chính là Sử Lai Khắc Học viện, hẳn là một vị gọi Lâm Tuệ Quần Hải thần các lão già phụ trách quản lý cùng trấn thủ. Tụ bảo các thưởng bảo sẽ làm nhiên chủ yếu là đối mặt Sử Lai Khắc ngoại viện hạch tâm đệ tử cùng với nội viện học viên chuẩn bị, nhưng cái này cũng không hề đại biểu lúc bình thường, tụ bảo các không mở ra cho người ngoài. Mà ở trong đó, chính là hoắc treo nhặt nhạnh chỗ tốt vạn năm kình nhựa cây chỗ. Nghĩ đến, tất nhiên vạn năm kình nhựa cây bị xem như ngàn năm kình nhựa cây ra bán, như vậy nó hẳn sẽ không chỉ xuất hiện qua sang năm thưởng bảo sẽ bên trên. Chỉ là không biết đạo lúc này tụ bảo các có hay không nhận được vạn năm kình nhựa cây. Hơi hiển lộ lấy chính mình đại hồn sư khí tức, Chu Hoang đi vào tụ bảo các. Phải biết, người bình thường đi vào tụ bảo các mua đồ cùng hồn sư đi vào tụ bảo các mua đồ là không giống nhau. Cho nên Chu Hoang cũng không ngại lộ ra hồn sư thân phận, dù sao hắn muốn mua đồ vật chỉ là phổ thông lại biến chất ngàn năm kình nhựa cây mà thôi. Quả nhiên, vừa đi vào tụ bảo các, liền có một vị quần áo mát mẻ thiếu nữ đi tới, hồn sư đại nhân, ngươi tốt, xin hỏi cần cùng đi giới thiệu hàng hóa sao? Bởi vì Chu Hoang cũng không có người mặc sử lai like khắc học viện đồng phục, cho nên hướng dẫn mua thiếu nữ biểu hiện cũng không tính nhiệt tình, chỉ là dùng tiếp đại phổ thông hồn sư phương thức gọi Chu Hoang mà thôi. Ân. Ừ. Chu Hoang gật gật đầu, nơi này có không có cái gì cải thiện thể chất thiên tài địa bảo hoặc đang dược. Chu Hoang tự nhiên sẽ không cự tuyệt hướng dẫn mua, hắn biểu hiện hồn sư thân phận không phải là vì thuận tiện nhanh chóng tìm được vạn năm kình nhựa cây sao bằng không, như thế một cái lớn tụ bảo cát, hắn còn phải từng điểm từng điểm đi tìm. Có, hồn sư đại nhân. Hướng dẫn mua thiếu nữ đáp, chúng ta nơi này có bồi nguyên đan, ngàn năm linh chi, trăm năm tuyết liên, ngàn năm kình nhựa cây. Đinh. Quả nhiên có ngàn năm kình nhựa cây. Hy vọng là cái kia một khối A. Biển sâu đồng tủy, hoàng kim bong bóng cá, đây đều là đối với cải thiện thể chất hữu hiệu. Hướng dẫn mua thiếu nữ thao thao bất tuyệt giới thiệu. Mang ta đi xem một chút đi. Chu Hoang tùy ý nói. Hồng sư đại nhân mời tới bên này. Theo hướng dẫn mô thiếu nữ bước chân cùng giới thiệu, Chu Hoang cũng coi như là kiến thức tụ bảo các sản vật phong phú. Đương nhiên, lúc này có thế tại tụ bảo các bày ra đồ vật chỉ có thể coi là phổ thông bảo vật, chắc chắn sẽ không xuất hiện thưởng bảo sẽ bên trên hồn cốt cái kia một cấp bậc bảo vật quý giá. Đáng tiếc a, à, cho dù là bình thường tụ bảo các phổ thông bảo vật, hắn Chu Hoang bây giờ cũng mua không được mấy thứ. Không bao lâu, khối kia ngàn năm kình nhựa cây cuối cùng xuất hiện tại trước mắt Chu Hoang. Hồn sư đại nhân, đây là ngàn năm kình nhựa cây chính là hồn thú cá voi trong đại não sản xuất ra một loại đặc thù vật chất đối với cải thiện thể chất cũng là rất có hiệu quả bất quá nó là màu đen đi qua chúng ta giám định sư giám định khối này ngàn năm kình nhựa cây có chút biến chất nhưng nó giá cả rất có lời chi phí hiệu quả tuyệt đối cực kỳ đáng giá hướng dẫn mua thiếu nữ đã giới thiệu không ít bảo vật mà trước mắt khách hàng nhưng như cũ không có cái gì biểu lộ biến hóa nhưng nàng từ đầu đến cuối đều tại ôn nhu mà giảng giải không có chút nào không kiên nhẫn đây là nghề nghiệp của nàng tố dưỡng. Đương nhiên, cái này cũng cùng với nàng thu vào cùng một nhịp thở, chỉ có khách nhân mua đồ vật, nàng mới có thể được đến càng nhiều trích phần trăm. Cho nên, khách hàng đương nhiên là thượng đế, lễ phép không thể thiếu, thái độ muốn tốt đẹp, đây là người bán hàng tiểu tỷ tỷ bản thân tu dưỡng. Liền nó a, à, ta mua. Chu Hoang âm thanh vẫn như cũ lộ ra không có chút rung động nào, thậm chí không nhìn thấy trên mặt hắn có bất kỳ biểu tình biến hóa. Thế nhưng trên thực tế, Chu Hoang nội tâm đã cuồng hỉ. Cái này của MN chính là khối kia vạn năm kình nhựa cây a. Lần này kiếm bộn rồi. Quả nhiên, đi con đường nhân vật chính, để cho nhân vật chính không đường có thế. Phi phi phi. Dạng này càng rỡ ý nghĩ không thể chấp nhận được. Con đường nhân vật chính vẫn là phải nhân vật chính đi. Hắn Chu Hoang coi như một cái không có tiếng tâm gì NPC liền tốt. Nhiều nhất chính là cướp mất một chút hắc treo nho nhỏ cơ duyên mà thôi. Mọi người đều biết, khí vận chi tử thế nhưng là kinh khủng như vậy, nho nhỏ vạn năm kình nhựa cây thì xem là cái gì. Mặt khác, nếu không phải là Chu Hoang hắn không phải tinh thần thuộc tính hồn sư, liền thiên mộng băng tầm cùng Enlecton hắn đều giám đoạn. Khụ khụ khụ, lại càng rỡ. Kế tiếp, không có gì ngoài ý muốn, ổn ổn đương đương giao phó 6000 kim hồn tệ sau, Chu Hoang cầm vạn năm kình nhựa cây lặng yên không một tiếng động rời đi tụ bảo cắt. Ra tụ bảo cắt sau, Chu Hoang trên người hồn sư khí tức trong nháy mắt tiêu thất, lại biến thành cái kia phổ thông không đáng chú ý thiếu niên. Chương 4, thiếu niên xấu hổ ấm tiểu soái. Chu Hoang trở lại sử lai like khắc học viện thời điểm, đã sắp xỉ giữa trưa, đông môn bên này báo danh tân sinh ngược lại so với hôm qua càng nhiều. Thảnh thơi tự tại mà đi nhà ăn ăn xong bữa phổ thông đồ ăn, sau đó Chu Hoang mới hướng về lầu ký túc xá đi đến. Dù sao vừa mới liền xài toàn bộ tài sản 6 thành A, thật sự không thương nổi. Xem ra là phải nghĩ biện pháp thật tốt kiếm chút tiền, săn giết hồn thú chuyện như vậy tại sử lai khắc lúc đi học là không thể nào. Huống chi nơi này cách gần nhất chính là tinh đấu đại xâm lâm. Chu Hoang đánh chết cũng không khả năng đến đó săn giết đại lượng hồn thú, bởi vì, sợ chết ngươi. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là nghĩ không ra cái gì kiếm tiền biện pháp tốt. Ai, thật sự là cho xuyên qua đại quân mất thể diện. Nhìn xem cái kia tòa nhà càng ngày càng náo nhiệt màu trắng lầu ký túc xá, cùng với lại tại làm, lão tăng quét rác, một ân, chu hoang đã có thế thật tốt mà khống chế nhịp tim của mình. Thế là, không nhìn thẳng vị kia phơi nắng cực hạn đấu la, giống như tiểu bạch tựa như đi trở về ký túc xá. Chỉ là đi tới 109 phòng mở cửa lúc, hắn mới phát hiện hắn cùng phòng rốt cuộc đã đến là một người dáng dấp có chênh lệch chút ít gầy nhưng lại hơi bị đẹp trai thiếu niên ân ừ, khách quan tới nói đít xác lớn lên sau so chu hoang soái như vậy ức điểm điểm dù sao chu hoang mọc ra một tấm bình quân khuôn mặt đơn giản chính là trương vĩ trương ít đạt người phát ngôn ngươi ngươi tốt ta gọi ôn tiểu soái thiếu niên dừng lại trải giường chiếu động tác mở miệng trước âm thanh có chút yếu đuối nhưng nghe được ra tuyệt đối không phải nữ giả nam trang ua còn là một cái xấu hổ thiếu niên đâu bất quá hắn cha mẹ thật sự sẽ cho nhi tử đặt tên Ông Tiểu Soái, ngươi nghe một chút, người khác gặp phải cha mẹ hắn thời điểm, liền có thể nói, u, đây không phải soái cha và soái mẹ sao? Cái này mang nhiều kình a. À. Ngươi tốt, ta gọi Chu Hoang, hôm qua liền đến, thế nhưng là phát hiện trong túc xá tận gốc cây chổi cũng không có, cho nên vừa mới ra ngoài mua đồ. Chu Hoang đáp: ân, sự lai like khắc là như vậy." Ông Tiểu Soái yếu ớt nói, cho nên ta trước khi đến liền mang theo một chút quét dọn công cụ. Lúc này, Chu Hoang mới chú ý tới ký túc xá đã bị sạch sẽ một lần còn có ước nhẹp đồ lau nhà treo ở dương thai biên thượng. Ách, khổ cực ngươi, lần sau đổi ta quét dọn. Có dạng này chủ động cùng phòng thật hảo, chỉ là đáng tiếc chính mình vừa mua dụng cụ làm vệ sinh, lãng phí tiền. Bất quá nghe ôn tiểu soái ý tứ, hắn đối với sử lai like khắc vẫn rất quen thuộc, sợ không phải nào đó nhị đại hoặc nào đó mấy đời a. À. Nhưng hắn cái này nhị đại thế nhưng là muốn so sát vách lão vương, thần nhị đại, đông muốn dễ sống chung nhiều. Chỉ là buổi tối mặt luận quỷ, ba ngày cũng đừng đàm luận thần vừa mới trong đầu thì thầm một câu lão vương, kết quả là lập tức cảm thụ ngoài cửa sổ truyền đến hồn sư bộc phát khí tức, rất yếu, nhưng đích thật là mở vũ hồn chuẩn bị chiến đấu khí tức. Chu Hoang cùng Ôn Tiểu Soái lẫn nhau nhìn đối phương một mắt, tiếp đó lập tức chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, có ít người ăn ý, thường thường chỉ là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Đây là muốn đánh nhau. Phía trước một phút còn là một cái thiếu niên xấu hổ Ôn Tiểu Soái bây giờ tự hồ trong mắt có ánh sáng, thế nhưng là mở vũ hồn tên kia tự hồ hơi yếu a, à chỉ có một cái 10 năm hồng hoàng. Nhìn xem ánh mắt thay đổi hoàn toàn Ôn Tiểu Soái, Chu Hoang cảm thấy mình tâm tình là đại khởi đại lạc. Vốn là tưởng rằng cái hướng nội tiểu thiếu niên, về sau hẳn là sẽ thật khiêm tốn, cũng sẽ không cho chính mình tìm cái gì phiền phức, mọi người cùng nhau lặng yên làm NPC liền tốt. Kết quả bây giờ, ha ha, nhìn cái này bắn lửa ánh mắt liền biết, gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì an phận chủ. Ai, mệt lòng. Yên lặng thầm than một tiếng. Chu Hoang vẫn là tiếp lấy ôm tiểu soái mà nói nói, ta cảm thấy cái kia chỉ có một cái mười năm hồn hoàng gia hỏa sẽ thắng. Vì cái gì? Hắn khả năng giành chiến thắng không cao a. À. Ôn tiểu soái không hiểu, coi như cái kia tóc lam tiểu tử không có mở vũ hồn, ta cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn, tuyệt đối không phải cái kia mười năm hồn hoàng có thể so sánh. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Hoắc Treo là nhân vật chính a. Đáng tiếc cái này không thể nói cho ngươi. Lúc này Hoắc Treo cùng Vương Đông chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt mà Chu Hoang xem như người xem thì tại một bên vì ôn tiểu soái giải thích, bởi vì ánh mắt. Ánh mắt. Cái kia 10 năm hồn hoàng gia hỏa trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng quả quyết, thậm chí triệt để chọc giận hắn mà nói, còn có thể biến thành sát khí, mà cái kia tóc lam tiểu tử ngoại trừ cao ngạo, cái gì cũng sai. Tại đại gia hiện tại cũng là yếu gà thời điểm, ai có thể thẳng tiến không lùi, ai liền thắng. Chu Hoang tiếng nói vừa ra, ngoài cửa sổ hoắc treo đã trực tiếp áp đảo Vương Đông, hung hăng hỏi, có phục hay không? Không phục. Cao ngạo như Vương Đông, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chịu phục, huống chi nàng ngay cả vũ hồn đều không mở. Chỉ là thời điểm hoắc treo cũng sẽ không thương hương tiết ngọc, mà là ánh mắt lẫm liệt nhìn chầm chầm vương đông, nếu như vừa mới ta dùng tới một cây chủy thủ mà nói, ngươi đã chết. Vương đông nghe vậy, trong mắt đột nhiên nhiều một chút sợ hãi, cả người đều sửng sốt một chút. Cửa sổ bên trong, chu hoang nhún vai, nhìn về phía ôn tiểu soái đi, trò hay xem xong, kết quả rất rõ ràng. Chu ca, mắt sáng như đuốc, lợi hại ông tiểu soái không chút do dự liền đến một câu cầu vòng cái rắm đồng thời vừa mới trong mắt đối với chiến đấu cảm giác hưng phấn tự hồ cũng từ từ biến mất điệu thấp điệu thấp chỉ là gặp nhiều người một chút mà thôi chu hoang thờ ơ khoát tay áo chỉ là điệu thấp chu hoang hoàn toàn không biết đạo hắn lời nói kỳ thực đã truyền đến trên ghế dài lão nhân trong tai trên thực tế cái này thật sự không thể trách chu hoang miệng này nhất định phải làm sướng ngôn viên ai có thể nghĩ tới đường đường long thần đấu la sẽ nghe lén hai cái tân sinh tại trong túc xá nói chuyện đâu kỳ thực mục ân cũng không phải vô cớ đi nghe lén hắn chỉ là thấy được ôn tiểu soái cho nên muốn nghe một chút tiểu gia hỏa này là thế nào đối đãi hoắc vũ hạo cùng vương đông chiến đấu tiếp đó hắn liền nghe được chu hoang cái này xướng ngôn viên tại trang 13. chỉ có thể nói hết thảy đều là trùng hợp bất quá đường đường hải thần các các chủ cũng còn không đến mức bởi vì vài câu chiến đấu đánh giá liền đối với chu hoang để ý tối đa chỉ là cảm thấy có chút ý tứ thôi có thể cho cuộc sống bình thản tăng thêm một tia niềm vui thú cho nên Mục ân cũng chỉ là nói nhỏ một câu, lần này tiểu gia hỏa giống như đều rất thú vị a. À. linh 109 trong phòng ngủ, vừa mới xem xong trò hay chu hoang cùng ôn tiểu soái lại bắt đầu chỉnh lý giường chiếu, bày ra đồ dùng hàng ngày các loại việc vặt. Thu thập gần tới một giờ, mới rốt cục miễn cưỡng làm tốt chính mình yên vui ổ. Chu Hoang không có hình tượng chút nào mà hình chữ đại đặt tại trên giường, buông lỏng cơ thể, hưởng thụ lấy ổ chăn vẻ đẹp. Bên kia ôn tiểu soái cũng gần như, xem xét chính là rất ít làm việc nhà thiếu niên, chỉ là hắn nhìn không có chút nào lười chính là tại chu hoang xem ra ông tiểu soái chỉ là trước đó không cần làm những chuyện vụn vặt kia thôi không có nghĩa là hắn không muốn đi làm cùng sát vách lão vương hẳn là hoàn toàn khác biệt yên lặng đau lòng hoắt treo ba giây cùng lão vương ở một cái phòng ngủ tuyệt đối không phải cái gì vui vẻ thể nghiệm vẫn là lão ôn tốt một chút chu ca ngươi nói chúng ta có phải hay không phân tại một lớp ông tiểu soái hỏi tân sinh nhập học chia lớp trên cơ bản chính là dựa theo báo danh thời gian tới điều hòa lời nói cũng chính là không để tất cả cao hồng lực học sinh toàn bộ đều phân tại một lớp là được rồi miễn cho đến lúc đó tân sinh khảo hạch thi đấu không dễ đánh tùy tùng lão sư cũng sẽ có ý kiến khả năng cao đúng không chúng ta đều phân đến một cái túc xá không đến mức không cùng bang chu hoang đáp trả hậu thiên mới là tân sinh báo danh hết hạn thời gian chủ nhiệm lớp cùng cụ thể lớp học an bài cũng là khi đó mới cùng một chỗ công bố sau đó lại hai ngày nữa mới chính thức khai giảng chỉ là nắm giữ thị giác thượng đế chu hoang đã thấy chu y đang hướng hắn vẫy tay D. Suy nghĩ một chút đều một thân mồ hôi lạnh. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó tân sinh đại tái chúng ta liền có thể cùng một chỗ tổ đội. Ông tiểu soái bỗng nhiên có chút hưng phấn mà nói. Tân sinh đại tái. Chu hoang giả vờ không biết bộ dáng. Ách, ta nghe một cái sư huynh nói, chính là sau ba tháng tân sinh khảo hạch, về sau ngươi sẽ biết. Tổ đội A, có thể, ta bây giờ là 22 cấp khống chế hệ đại hồn sư. Chu ca lợi hại, ta mới 21 cấp, cường công hệ. Chu hoang đột nhiên cảm thấy, hắn vẫn tương đối ưa thích một giờ phía trước vừa mới gặp mặt cái kia thiếu niên xấu hổ bây giờ cái này có chút lắm lời còn có thể thổi cầu vòng cái rắm ôn tiểu soái không chắc ngày nào đem hắn đưa đến kim quan lóng lánh trên sân khấu như vậy không tốt không phù hợp cậu chi đạo hơn nữa một người sao có thể tại trong vòng một giờ liền trở nên hóa lớn như vậy chứ chu hoang không hiểu chẳng lẽ là hắn quá khiêm tốn người thân thiết cho nên rất dễ thân tận vẫn là nói hắn cũng có làm người lão đại khí vận phi 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 cái này nhưng không được a à chương năm nhan cẩu tiêu tiêu cùng bánh bao thanh nhã nhưng mà mấy ngày kế tiếp sự thật chứng minh chu hoang suy nghĩ nhiều hắn cũng không có làm người lão đại khí vận ông tiểu soái vẫn là cái kia ôn tiểu soái chỉ là trong ban sơ gặp mặt một cái kia giờ chu hoang còn không có chân chính hiểu rõ hắn vị này bạn cùng phòng tính chân thực cách tại nhiều người nơi tỉ như nhà ăn tỉ như sử lai like khắc quảng trường ông tiểu soái vẫn là cái kia xấu hổ thiếu niên rất ít nói cùng chu hoang nói chuyện với nhau thời điểm cũng là nhẹ giọng nhẹ tức giận nhưng mà lúc phòng ngủ ông tiểu soái lại lộ ra hoạt bát rất nhiều giống như biến thành người khác vậy giọng nói chuyện rõ ràng đều phải trung khí nhiều lắm đến nước này chu hoang cuối cùng hiểu rồi ông tiểu soái gia hỏa này hiển nhiên là có một loại nào đó xả giao chướng ngại a loại này tại đối mặt một người hoặc mấy người có thể bình thường giao lưu nhưng mà tại nhiều người nơi liền trong lòng khẩn trương không cách nào bình thường xả giao trạng thái rõ ràng là một loại bệnh tâm lý tại chu hoang nguyên bản thế giới loại bệnh trạng này gọi là cái gì nhỉ chu hoang có chút nhớ không nổi chỉ là nhớ kỹ loại tâm lý này chướng ngại không tốt giải quyết à. a. Chu ca, chu ca, ngươi nghĩ gì thế? Bên tai truyền đến ôn tiểu soái yếu ớt âm thanh. Lúc này, hai người đang tại đi đến phòng học trên đường, hôm nay là tự trường ngày đầu tiên. Không có gì ngoài ý muốn, Chu Hoang cùng ôn tiểu soái đều bị phân đến tân sinh ban một, chủ nhiệm lớp, Chu y. Không có gì, chỉ là tưởng tượng một chút chúng ta chủ nhiệm lớp là hạng người gì. Chu Hoang tùy ý đáp trả. Nghe được chủ nhiệm lớp ba chữ này thời điểm, ôn tiểu soái da mặt đều run rẩy một cái toàn thân rùng mình một cái lại nuốt nước miếng một cái sau mới thấp giọng nói chu ca tin tưởng ta tuyệt đối đừng cùng chu y đối nghịch ngược lại nàng nói gì ta thì làm gì cũng đừng hỏi nhiều chu hoang tốt tốt bây giờ 99.99% .99 xác định lão ôn chính là sử lai khắc học viện một vị nào đó lão sư hoặc đại lão hậu bối tử tôn cái này đáng chết nhị đại chu hoang thừa nhận hắn có chút chua hắn cũng muốn làm nhị đại tới đi vào phòng học sau chu hoang cùng ôn tiểu soái tìm một cái vị trí gần chót ngồi xuống phòng học rất lớn người tới cũng đã rất nhiều hò hét ầm ĩ tại chu hoang xem ra cái này cùng hắn đời trước làm học sinh lúc trở về trường ngày đầu tiên đơn giản giống nhau như đúc mặc kệ ở thế giới nào người thiếu niên tâm tính cũng sẽ không có quá lớn khác biệt chu hoang biết trường hợp như vậy ôn tiểu soái là không thích nói chuyện không nhìn hắn đã lặng yên tựa ở bên trên tường giả vờ sự im lặng của bầy cừu sao cho nên chu hoang cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn giống như chợ bán thức ăn tựa như ban một các ngươi tốt, ta gọi tiêu tiêu, nàng gọi vương thanh nhã, các ngươi tên gọi là gì nha? Bỗng nhiên, phía trước bàn hai cái tiểu cô nương đồng thời xoay người qua, một cái là dáng người kiều tiểu linh lung xinh đẹp la lị, một cái là tư thái bình thường không có gì lạ mặt bánh bao, nói chuyện chính là cái trước, chỉ là nàng hỏi là các ngươi, kết quả nhìn về phía rõ ràng chính là u bùng, ôm tiểu soái Ha ha! Tiêu tiêu ngươi cái nhan cẩu! chu hoang ám xoa xoa chữ bậy một câu lão ông không phải liền là so với hắn soái như vậy ức điểm điểm sao muốn hay không biểu hiện rõ ràng như vậy a à. Chẳng thể trách bên trong nguyên tắc tiêu tiêu nha đầu này ngay từ đầu yêu thích chính là soái đến bỏ đi vương đông. Bất quá trong lòng khó chịu thì khó chịu, chu hoang vẫn rất có lễ phép, ta gọi chu hoang, hắn gọi ôm tiểu soái thật cao hứng cùng các ngươi trở thành đồng học. Trên thực tế, chu hoang thực sự nói thật. Mặc dù chửi bậy tiêu tiêu là cái nhan cẩu, nhưng hắn vẫn là rất ưa thích cái này khả ái tiểu cô nương. Đương nhiên, loại này ưa thích cũng không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia ưa thích, mà là một loại thưởng thức nhân vật tính cách ưa thích. Ở trong nguyên tác, tiêu tiêu tính cách tuyệt đối là tối lấy vui, nàng có một khỏa bình gan vững chí tâm, dù cho đối mặt khó khăn lớn hơn nữa, thậm chí là nguy cơ sinh tử, nàng cũng quyết không từ bỏ. Điểm này từ tinh la đế quốc cái kia một hồi hồn sư đại tái cũng có thể thấy được, nàng thân thể nho nhỏ bên trong có như thế nào cường đại nội tâm. Còn nữa, bình thường tiêu tiêu cũng là một khỏa quả vui vẻ tồn tại. Ngoài ra, lại nói đến thực lực cùng thiên tư, tiêu tiêu cũng là đỉnh cấp thiên tài. Dứt bỏ vương đông cái kia thần nhị đại, hoắc treo thứ hai vũ hồn cũng là hậu thiên băng đế cưỡng ép thêm vào, trái lại tiêu tiêu, nàng mới thật sự là song sinh vũ hồn, hơn nữa hai cái vũ hồn cũng có thể nói là đỉnh cấp vũ hồn. Tại trong toàn bộ tuyệt thế đường môn thời đại, ngoại trừ tử thần đấu la dịp tịch thủy, cũng chỉ có tiêu tiêu cái này nguyên sinh thái song sinh vũ hồn. Chỉ là hoắc treo treo quá nhiều, lại là khí vận chi tử, vương đông còn là một cái thần nhị đại, cho nên hai người bọn họ lớn lên quá nhanh, hoàn toàn che giấu tiêu tiêu tia sáng. Cho nên, tại nguyên tắc hậu kỳ, tiêu tiêu mấy người các nàng cũng rất ít miêu tả, bởi vì thực sự theo không kịp hoắc treo treo cùng với vương đông thần. Trước kia nhìn tuyệt thế đường môn, chu hoang liền nghĩ, nếu là giảng thuật hoắc treo thành thần sau khi rời đi đấu la đại lục, như vậy tiêu tiêu tuyệt đối sẽ trở thành nổi bật nhất nhân vật chính. Chỉ là giờ này khắc này, khi trong sách nhân vật trở thành sự thực đồng học, chu hoang cảm thụ là phức tạp. Có lẽ hắn có thể chờ mong một chút, Đời này có thể tại trong hiện thực nhìn thấy bên trong nguyên tắc lấy vui nhân vật có thể đi lên chói mắt đỉnh phong A. Chu đồng học, chu đồng học, chu hoang. Tiêu tiêu tay nhỏ tại trước mặt chu hoang lung lay đến mấy lần. A. À. Thế nào? Chu hoang cũng không biết thế nào liền nghĩ rất nhiều, có lẽ là bởi vì càng ngày càng nhiều trong sách nhân vật cùng thực tế dung hợp A. Còn thế nào, nói chuyện với người đâu, còn thất thần, hừ. Tiêu tiêu bất mãn chu mỏ một cái. Ngoại trừ biểu hiện khả ái, hoàn toàn biểu thị không ra nàng tức giận cảm xúc không có cách nào, tướng mạo trời sinh. Đáng tiếc, hắn Chu Hoang đối với La Lị vô cảm. Ân, ừ, ngươi vừa mới nói gì? Chu Hoang không chút nào lúng túng nhìn xem Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu. Một bên Vương Thanh Nhã an ủi vỗ trán, nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói, Tiêu Tiêu Cương vừa hỏi, các ngươi có biết hay không chủ nhiệm lớp là cái dạng gì lão sư, chúng ta cũng tốt ứng đối. Kết quả hai ngươi ngược lại tốt, một cái giới thiệu xong tên liền đi thần, một cái khác nhưng là. Vương Thanh Nhã có chút im lặng, trong lúc nhất thời lại không biết phải hình dung như thế nào hảo bởi vì nàng trông thấy ôn tiểu soái một mực toàn thân cứng đờ dựa vào bên tường sắc mặt có chút ửng đỏ nhưng một câu nói cũng không nói qua ai người này lớn lên là thật đẹp trai đáng tiếc là người tâm vương thanh nhã nghĩ như vậy cụ cụ chu hoang ho nhẹ một chút đạo lão ôn tính cách hắn tương đối hướng nội không thích nói chuyện về sau quen thuộc liền tốt chớ để ý dừng một chút chu hoang mới nói đến nỗi chúng ta chủ nhiệm lớp cho các ngươi một cái lời khuyên nàng nói gì ta liền làm gì đừng hỏi nhiều cũng đừng phản bác nàng bởi vì sự lai like khắc lão sư đối với học sinh tới nói quyền lợi quá lớn ta hiện tại cũng không thể trêu vào cho nên tới nhớ kỹ ta lời nói cũng liền ở thời điểm này chu y đi đến đứng ở trên giảng đài thanh âm khàng khàng vang lên yên tĩnh kèm theo một tia khí tức vi áp, toàn bộ ban một trăm người toàn bộ đều yên tĩnh lại ngồi nghiêm chỉnh tóc bạc da mồi chu y tiếp tục lấy nàng lời nói ta gọi chu y Ta không biết đạo các ngươi có thể có bao nhiêu người có thể lưu lại, nhưng ta chỉ dạy quái vật, không dạy phế vật. A à rồi a à rồi, a à rồi a à rồi. Chu Hoang đã lười nhắc nghe nàng nhiều lời, đơn giản chính là nàng rất ngưu, các vị đang ngồi số đông cũng là phế vật các loại. Nói thật, Chu Hoang đối với loại này vô não chèn ép thức giáo dục kịp mũi coi thường. Chỉ có người vô năng mới có thể dùng dạng này dạy học phương thức. Huống chi, cái gì gọi là không dạy phế vật? Chẳng lẽ không chính là bởi vì tự thân không đủ mới cần lão sư lai giáo sao? nếu như người khác cũng là quái vật, còn cần ngươi lai giáo. Dùng người khác thành tựu được tăng thêm ngươi giáo sư lý lịch sao? Đối với cái này, Chu Hoang chỉ có thể biểu thị ha ha. Lập tức, lại nghe được Chu Y hỏi, mở đầu khóa học trước, các ngươi tại sử lai khắc có ai đánh nhau? Đứng lên. Kết quả rõ ràng, giống như nguyên tắc như vậy, chỉ có Hắc treo cùng vương đông đứng lên. Thế là lại lấy được Chu Y thần cấp đánh giá, các ngươi thực sự là phế vật, vậy mà chỉ có hai người đánh qua một trận, chẳng lẽ các ngươi không biết đạo không dám chọc chuyện chính là tầm thường sao? Đối với cái này, Chu Hoang đã bất lực chửi bậy. Không dám chọc chuyện chính là tầm thường, đây là cái gì bệnh tâm thần trích lời a? Thật không sợ bị người đánh chết. May mắn kế tiếp Chu Y lời nói không cần Chu Hoang lại tiếp tục nghe loại này kỳ hoa ngữ điệu, bây giờ, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, những người còn lại đều cho ta đi vòng quanh sử lai khắc quảng trường chạy 100 vòng, trong vòng một canh giờ nhất thiết phải hoàn thành, bằng không khai trừ. Lần này, Chu Hoang cuối cùng không cần lại nghe nàng mù tất tất. Ngay sau đó, ông Tiểu Soái, Tiêu Tiêu cùng với Vương Thanh Nhã đi theo Chu Hoang nhanh chóng đi ra phòng học. Chương 6: Theo gió chạy cũng không tự do. Sử Lai Khắc Học viện quảng trường cũng không tính quá lớn, vòng quanh một vòng cũng chính là chừng 300 thước, chạy 100 vòng cũng bất quá là 3 vạn mét mà thôi. Một canh giờ, cũng chính là 2 giờ, chạy 3 vạn mét, đối với người bình thường tới nói đó đích xác là rất phải chết chuyện, nhưng đối với hồn sư tới nói, nhất là đối với có thể đi vào Sử Lai Khắc Học viện hồn sư tới nói, thật sự không tính là gì khẽ cắn môi cũng liền có thế chạy xong. Thời khắc này Chu Hoang đang mang theo ôn tiểu soái, tiêu tiêu cùng với Vương Thanh Nhã ba người tại tốc độ đều đặn chạy nhanh, không nhanh không chậm, cũng không đi làm gì người dẫn đầu, cũng sẽ không mất dấu chạy bộ đại quân. Chu Hoang là rõ ràng, loại này chạy cự ly dài, kiên kỵ nhất chính là quá sớm tiêu hao thể lực, cho nên ban đầu nhất định không thể chạy quá nhanh. Cũng liền tại Chu Hoang bọn hắn chạy chừng 10 phút đồng hồ sau, Hoắc Treo cùng Vương Đông vẫn là gia nhập chạy bộ trong đội ngũ. 10 vòng, 20 vòng, 50 vòng, 80 vòng. Cuối cùng, không ngoài ý liệu, vương đông thứ nhất chạy xong 100 vòng. Chung quy là cái ngạo kiều thần nhị đại, không có chút nào chịu thua, có lẽ là nghĩ tại hoắc mì sợi phía trước tìm về điểm phía trước bị đánh bại mà rất mặt mũi A. À. Chu Hoang vẫn như cũ không nhanh không chậm cẩu đang chạy bộ trong đại quân, nửa điểm cũng không có lú đầu ý tứ. Mà đi theo bên cạnh hắn ôm tiểu soái ba người cũng không có cái gì chen lấn ý nghĩ, a, à, nói như vậy cũng không đúng, Vương Thanh Nhã rõ ràng chạy tương đối phí sức, chỉ là có Chu Hoang mang theo chạy, không đến mức tục lại phía sau. Cuối cùng, đang đến gần 2 giờ thời điểm, toàn bộ sử lai like khắc quảng trường cũng chỉ còn lại có chúng ta đáng thương khí vận chi tử hoắc đầy người treo và vũ hạo còn tại khổ cáp cáp mà chạy nhanh. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ chỉ có cấp 11 hồn lực hắn lại bởi vì đến chậm mười mấy phút, bây giờ mắt thấy liền kết thúc không thành 100 vòng. Bất quá chu hoang không có chút nào lo lắng, khí vận chi tử nào có dễ dàng như vậy liền bị khai trừ A. Quả nhiên, một cái thân ảnh màu lam đột nhiên từ trong đám người bay ra, sau đó liền mang bay nhỏ yếu bất lực hoắt treo. Chính là vương đông quang minh nữ thần điệp. Dù là sớm biết kịch bản chu hoang, cũng không thể không cảm thán một câu, cái này màu lam quang minh nữ thần điệp thật đúng là mờ à đẹp mắt a. À. Lớp một những người khác tự nhiên cũng đều nhìn ngây người. Nhất là tiêu tiêu nha đầu kia, đơn giản trừng mắt cẩu ngốc. Tốt a, à, thời khắc này nhan cẩu tiêu tiêu đã di tình biệt luyến, ôm tiểu soái ô út cũng không biết về sau vì sao tiêu tiêu dạng này nhan cẩu vậy mà cùng to con hòa thái đầu cùng đi tới thật chẳng lẽ là chiến hữu tình thắng được cao nhan trị lại nhìn một chút mang theo hắc treo bay vương đông chu hoang đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vì sao một cái nhu cốt thỏ vũ hồn cùng một cái hạo thiên chùa y làm ngân hoàng song sinh vũ hồn kết hợp sau sẽ sinh ra một cái quan minh nữ thần điệp vũ hồn cái này mẹ nó biến dị cũng không phải dạng này biến dị a à. chu hoang chỉ có thể ngờ tới đây nhất định là mổ thần vương ba hợp pháp thao tác bởi vì vương đông mang bay hoắc treo cuối cùng đương nhiên đúng hạn hoàn thành 100 vòng nhiệm vụ. Tiếp lấy, Chu Y vẫn là bắt đầu nàng, sợ hãi, dạy học phương thức, gia cát vân, trình thành, đường đao, lâm trạch vũ, thượng quan thần thiên, khâu kiện nhiêu, đường lăng, mây tiểu phiêu, thái long, các ngươi chính cái có thể rời đi sử lai khắc học viện, ở đây không cần trọng gian dùng mánh lới học sinh. Quả nhiên là dạng này, Chu Hoang lắc đầu, hắn giờ phút này đối với Chu Y tràn đầy khinh bỉ. Chính người kia tự nhiên là làm sai, dù sao bọn hắn lười biến không có chạy xong 100 vòng, lại làm bộ chạy xong. Nhưng mà, bọn hắn cũng chỉ là 11, 12 tuổi học sinh thôi, hơn nữa phạm cũng không phải sai lầm lớn gì, này liền đuổi. Nếu như học sinh cũng là tư tưởng đang nhân phẩm tốt, tư chất tuyệt thế, như vậy còn cần ngươi chu y lai giáo. Tùy tiện thay cái lão sư tới vỡ lòng liền tốt. Chỉ là, bây giờ Chu Hoang không có gì năng lực phát biểu ý kiến, vừa tới hắn đánh không lại Chu Y, thứ hai hắn không có bối cảnh. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ a. À. Đương nhiên, cho dù thực lực đầy đủ, không thân chẳng quen hắn cũng không nhất định sẽ vì chính người kia nói chuyện, nhưng hắn nhất định sẽ mắng Chu Y, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn Chu Hoang không quen nhìn dạng này người, đơn giản vũ nhục lão sư cái nghề nghiệp này. Cuối cùng, ở lớp một còn thừa 91 người trong ánh mắt, chính người kia vẫn là bị đuổi. Bọn hắn chính cái bên trong cũng có người tại chỗ phản kháng, đáng tiếc không cần. Trừ phi phía sau bọn họ có thế lực lớn đại bối cảnh, bằng không hẳn là đời này đều cùng sử lai khắc vô duyên. Cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái lão sư sai lầm dạy học phương thức cùng với dạy học lý niệm cũng là biết bao nực cười. Bất quá thực tế cũng không có thời gian dư thừa để cho Chu Hoang tiếp tục cảm khái, hôm nay kế tiếp chính là bình thường trong phòng đi học. Chu Hoang mặc dù rất khinh bỉ Chu Y, nhưng hắn sẽ không cự tuyệt Chu Y giảng giải lớp văn hóa. Trên thực tế, Chu Y lý luận dạy học cũng không kém, thậm chí có thể nói rất chính xác, nhất là đối đãi hồn đạo khí sử dụng trên thái độ. Ở trong đó có lẽ có trượng phu của nàng là cấp 8 hồn đạo sư nguyên nhân. Cho nên, Chu Hoang là rất nghiêm túc tiếp nhận Chu Y liên quan tới vũ hồn, liên quan tới hồn đạo khí, liên quan tới chiến đấu những lý luận này trường học. Hắn tới sử lai like khắc không phải là vì tốt hơn học tập những thứ này sao? Chu Hoang chán ghét là Chu Y loại kia vô não sợ hãi chèn ép thức dạy học, nhưng tuyệt đối không bài xích nàng giảng thuật những thứ này chính xác vũ hồn tri thức cùng hồn đạo khí tri thức. Cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, Chu Hoang một cái sống hai đời người, tự nhiên là có thể hiểu. Ngay tại Chu Hoang không ngừng mà hút lấy tri thức lúc, tự trường ngày đầu tiên lên lớp rất nhanh liền kết thúc. Sử lai like khắc năm thứ nhất tân sinh lớp buổi chiều trình rất ngắn, chỉ là lên đến 4 giờ. Có thể nói, sự lai like khắc khóa sau là rất tự do, không có ai sẽ quản ngươi, cũng sẽ không quan tâm ngươi là tại tu luyện, vẫn là tại lãng phí thời gian. Bởi vì tại ngày đầu tiên, các lão sư liền sẽ nói cho ngươi, sự lai like khắc cạnh tranh là có bao nhiêu tàn khốc. Hơn 900 tên tân sinh, sau 3 tháng chính là tân sinh khảo hạch, cuối cùng lưu lại chỉ có một nửa. Hơn nữa, đừng tưởng rằng lưu lại liền có thể an toàn không lo, bởi vì hàng năm đều sẽ có niên cấp thăng cấp khảo thí, kiểm tra bất quá vẫn như cũ sẽ bị nghỉ học cho nên, tại sử lai like khắc, không cầu phát triển học viên đều bị đuổi, trừ phi tư chất ngươi nghịch thiên, tùy tiện liền có thể siêu việt người khác. Nhưng đấu la đại lục dạng này người tồn tại sao? Ít nhất Chu Hoang chưa từng nghe qua, bởi vì tư chất của ngươi lại cao hơn, ngươi không đi tu luyện, mỗi ngày biến nhát, chẳng lẽ hồn lực liền có thể tự động tăng thêm? Cái này hiển nhiên là không thực tế. Bởi vậy, sử lai like khắc sẽ nói cho ngươi biết, sao ngươi thiên tài người thường thường so ngươi càng cố gắng. Mà giờ khắc này vừa mới lên xong khóa Chu Hoang cũng đang nghĩ cố gắng lên, chuẩn bị đi ngoại viện thư viện nhìn một chút, tiếp đó bên tai liền truyền đến tiêu tiêu âm thanh, Chu Hoang, vì cảm tạ ngươi buổi sáng nhắc nhở, ta hòa thanh nhã quyết định xin các ngươi ăn cơm. Cho nên, ta nhắc nhở, các ngươi mời vì sao là chúng ta. Bất quá Chu Hoang chỉ là thói quen nội tâm chữa bậy mà thôi, hắn không phải không biết tốt xấu người. Nghĩ nghĩ, người khác lần thứ nhất mời ngươi ăn cơm, ngươi không đi xác thực không tốt lắm, tất cả mọi người là đồng học, lại là khai giảng ngày đầu tiên, tốt đẹp đồng học quan hệ cũng là muốn duy trì. Cho nên, ngoại viện thư viện, ngươi vẫn là chờ một chút ta đi. Ta không có vấn đề, lão ôn ngươi đây. Chu Hoang nhìn về phía yên tĩnh chờ ở một bên trầm mặt cừu non. Ta, cũng không thành vấn đề. Một ngày này tiếp xúc tới, ông tiểu soái cuối cùng có thể tại tiêu tiêu cùng Vương Thanh Nhã trước mặt nói chuyện, chỉ là tại trong lớp vẫn là lộ ra rất ngại ngùng. Chu Hoang cũng có thể cảm giác được ông tiểu soái lúng túng và bức rứt. Không có cách nào, từ từ sẽ đến A. À. Lão ôn triệu chứng này cũng không biết là lúc nào thì có, là trời sinh vẫn là hậu thiên đưa đến. Vậy thì tốt quá. Tiêu Tiêu vui vẻ đến kém chút nhảy dựng lên đánh Chu Hoang đầu gối. Vương Thanh Nhã cười cười, không nói gì, yên tĩnh như mỹ thiếu nữ, nhưng thực sự cùng nàng mặt bánh bao hình tượng không quá phù hợp, luôn có loại người rõ ràng là khả ái hình, lại nhất định phải làm văn nhã hình ý tứ. Chương 7, đầy ngập khách trong lâu luận cạn bả nam. Sử lai khách thành, đầy ngập khách trước lầu. Nhìn xem cái kia vàng son lộng lẫy bề ngoài, Chu Hoang nhịn không được nhìn về phía Tiêu Tiêu cùng Vương Thanh Nhã, các ngươi nhất định phải ở đây mời ăn cơm nơi này xem xét liền không tiện nghi sử lai like khắc thành có thể nói là tất đất tất vàng có thế trong thành mở một nhà lớn như vậy tửu lâu tài lực cùng bối cảnh chắc chắn không đơn giản hơn nữa nguyên nhân chính là như thế loại địa phương này tuyệt đối chết quý chết đắt tiền đồ ăn giá cả đều có một bộ phận là tính toán tại mặt mũi chi phí hiệu quả cũng không cao bất quá tiêu tiêu rõ ràng không quan tâm liền nơi này ăn một bữa hai bữa không có vấn đề vương thanh nhã cũng nói tiếp tân đầy ngập khách lầu vẫn là rất không tệ nó dù sao sở thuộc cửu bảo lưu ly tông mà cửu bảo lưu ly tông mọi người đều biết không có thế lực nào so với bọn hắn càng sẽ kiếm tiền nhưng cũng chính vì tính dự của nó hảo cho nên tất cả mọi người nguyện ý tới địa phương của nó tiêu phí chu hoa nghe vậy cũng là gật đầu một cái biểu thị tán đồng đây chính là người tiêu dùng theo số đông tâm lý a tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngươi có thể huyết kiếm lời nhưng ta tuyệt đối không lỗ bốn người đi vào đầy ngập khách lầu tại một vị phục vụ viên tiểu tỷ tỷ dẫn dắt xuống đến một cái trong rạp nhỏ sau đó tiêu tiêu cùng vương thanh nhã đều thuần thục địa điểm lên đầy ngập khách lầu chiêu bài đồ ăn liền ôn tiểu soái đều yếu ớt địa điểm một đạo hấp biển sâu long văn ngư ân hoàn toàn không có nhìn thực đơn loại kia chu hoang đột nhiên có loại cảm giác lưu mổ mổ tiếng đại quan viên cái này một cái hai cái đều là người có tiền a à. bất quá cái này cũng rất bình thường có thế cầm tới thành chủ cấp bậc thư đề cử sử lai like khắc tân sinh có mấy cái gia cảnh là kém bình dân người chơi muốn đi vào sử lai like khắc trên cơ bản đều phải dựa vào vận khí hoặc là ngươi là bị sử lai khắc lão sư hoặc nội viện học viên phát hiện thiên phú của ngươi, từ đó được đề cử, tỉ như Chu Hoang bản thân hắn, hoặc là ngươi thật có thể cầm tới thành chủ thư đề cử. Cái trước có thể nói có thể ngộ nhưng không thể cầu, đấu la đại lục lớn như vậy, có thế có mấy cái bình dân người chơi gặp phải người sử lai khắc còn bị đề cử. Đến nỗi cái sau khả năng tính chất, cũng là cực kỳ thấp, nhân gia thành chủ cầm thư đề cử cho quý tộc khác đền đáp không tốt sao, vì sao muốn cho ngươi một thường dân. Đây mới là thực tế nhất chuyện. Vốn là Chu Hoang là nghĩ đến thông qua săn giết hồng thú kiếm được một khoản tiền sau, đi mua ngay thành chủ thư đề cử, hắn dù sao có chừng 30 tuổi tâm lý tuổi, cho nên cũng có đầy đủ lòng tin cùng kế hoạch, không đến mức bị hố. Bất quá về sau Âu Hoàng phụ thể, may mắn gặp Trương Nhạc Huyên. Này ngược lại là vì hắn tiết kiệm được một bút khách quan kim hồng tệ. Cho nên, hắn mới có thể trở thành sử lai khắc đến ngược đệ tam nghèo học viên, gần với Hoắc Vũ Hạo cùng Giang Nam Nam. Bởi vậy, bây giờ đối mặt Tiêu Tiêu cùng Vương Thanh Nhã hai cái này tiểu phú bà, gì cũng không nói, ăn cẩu nhà giàu đó là một điểm trong lòng chướng ngại cũng không có hấp biển sâu long văn ngư tiểu nấm hầm thanh bồ câu hoàng kim cá chép đốt nước luộc trăm năm bát trân kê hoa đào ngọc quỳnh tửu trăm năm ngọc phong tương vui chơi giải trí sau một tiếng bốn người cuối cùng cơm nước no nê lệnh chu hoang bất ngờ là đừng nhìn tiêu tiêu nha đầu này cứ như vậy một điểm kết quả ăn đến so với ai khác đều nhiều hơn năng lực tiêu hóa chỉ có thể dùng một chữ để hình dung mạnh chẳng thể trách tiểu nha đầu có thể cầm đại đỉnh đi đập người bạo lực tiểu la lị danh xưng cũng hẳn là bởi vậy mà đến đến đổi vương thanh nhã tại trong dự liệu chu hoang tướng ăn rất văn nhã rất thùy mị nhưng mà a à, chu hoang luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào mà ôm tiểu soái ách hắn ăn đến rất thuộc nam đại khái là bởi vì cùng tiêu tiêu hai người còn không quen thuộc nguyên nhân vẫn không buông ra bất quá biểu hiện đã tốt hơn nhiều dù sao cái này bọc nhỏ thời gian liền bốn người hẳn là còn ở trong phạm vi chịu đựng hắn một trận này ăn đến thoải mái chu hoang bày tại trên ghế không có hình tượng chút nào có thể nói, hôm nay cảm tạ hai vị tiểu phú bà khẳng khái giải nan. Lần sau, ân, lần sau để cho lão ôn xin các ngươi. Ông tiểu soái. Tiêu Tiêu tức giận trắng Chu Hoang một mắt, ngươi thật đúng là hào phóng, nhân gia tiểu soái đều không nói chuyện đâu. U này liền tiểu soái mà gọi lên. Chu Hoang nhíu mày, trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ, nhìn chầm chầm Tiêu Tiêu nhìn, ngươi không nên bởi vì ta cùng lão ôn nhan trị còn kém một chút như vậy, liền có thể đối đãi khác biệt a. À. Ngươi. Nhàm chán. Hừ. Tiêu tiêu trên mặt hồng nhuận chợt lóe lên. Được rồi, tiêu tiêu, đấu võ mồm ngươi là đấu không lại chu hoang. Vương Thanh Nhã vội vàng an ủi, nàng xem như đã nhìn ra, chu hoang độ dày da mặt tuyệt đối vượt qua ba thước, không phải cấp năm hồn đạo khí không thể đâm xuyên, lấy tiêu tiêu nha đầu này ngay thẳng tuyệt đối không thế tại ngoài miệng chiếm được tiện nghi. Thanh Nhã, miệng ta đần, ngươi không cần nói xấu ta, ta cáo ngươi phỉ bán. Chu hoang chẳng biết xấu hổ nói. Ông tiểu soái cho nên ta mới là cái kia ăn nói khéo léo người. Vương Thanh Nhã. Tiêu Tiêu. Thanh Nhã, ngươi xem đi, mới nhận biết ngày đầu tiên, hắn cứ như vậy nói chuyện không tha người. Cha mẹ ta nói, dạng này người bình thường cũng là cặn bã nam, để cho ta gặp, nhất định muốn cách thật xa. Chu Hoang. Ngươi cái này thật sự chính là vô căn cứ ô ta trong sạch. Ta chỉ là miệng này một chút, làm sao lại thành cặn bã nam? Hai người này có cái gì liên hệ tất nhiên sao? Ta nói hai ta đời cộng lại đều không nói yêu đương, ngươi tin không? Tiêu Tiêu a. À ngươi đây chính là đơn thuần mở mắt nói lời bịa đặt. Chu Hoa nghiêm trang nói, cái gọi là cặn bã nam, chính là ngoại trừ cảm tình, hắn có thể thỏa mãn ngươi hết thảy vẻ đẹp hướng tới, bao quát tiền tài, bao quát tướng mạo các loại. Lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Tiêu vẻ mặt thành thật cắt đứt, dạng này nha, vậy ngươi chính xác không tính là cặn bã nam, dù sao dung mạo ngươi không có chút nào soái. Đâm tâm, lão thiết. Ý của ta là ta nghèo, không có làm cặn bã nam tìm chất, đây không phải có đẹp trai hay không vấn đề phốc phốc ha 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 một bên vương thanh nhã cuối cùng lần thứ nhất không để ý hình tượng cười nhánh hoa run rẩy nhìn cũng rất hài hòa quả nhiên thuộc nữ phong phạm văn nhã hình cũng là gạt người liền sự im lặng của bầy cừu ôn tiểu soái đều lộ ra ý cười ai có thể để cho đại gia thoải mái nở nụ cười không đẹp trai liền không đẹp trai a à, ngược lại cũng là sự thật mấy người cười cười nói nói lại là nửa giờ trôi qua sau đại gia mới cùng một chỗ quay trở về sử lai like khắc học viện cùng tiêu tiêu hai nữ phân biệt sau Ông tiểu soái cũng có chuyện rời đi. Trong lúc rảnh rỗi Chu Hoa ngồi ở hải thần bên hồ trên đồng cỏ, cảm thụ được rõ ràng gió cùng nắng chiều mỹ hảo. Một thế này nếu là có thể như thế yên tĩnh xuống, ngược lại cũng không uổng trùng sinh một lần. Chỉ là như vậy sinh hoạt rõ ràng không có khả năng lâu dài a. À. Thánh linh giáo, đế quốc chiến tranh, hồn thú cùng nhân loại mâu thuẫn. Đây hết thảy đều khó có khả năng để cho hắn an an ổn ổn một mực sinh hoạt. Không phải hắn nhất định phải vào cuộc, mà là làm đại loạn tới lúc là không ai có thể trí thân sự ngoại. Muốn chi hắn cũng không phải một cái ngồi ăn rồi chờ chết người. Tất nhiên đến nơi này, một cái có thần chỗ, hắn lại có thể nào không hướng tới đâu. Ngay tại Chu Hoang suy nghĩ lung tung lúc, một cái quen thuộc lại thanh âm ôm nhu đột nhiên từ phía sau truyền đến, ngươi ngược lại là thật nhàn nhã đi. Chương 8, gặp lại Trương Nhạc Huyên. Chu Hoang tâm đột nhiên rung lên, lập tức lập tức đứng lên, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Đập vào mắt cầu chính là một màn kia bóng người màu xanh lam nhạt, tóc dài đen nhánh theo hải thần hồ thổi tới rõ ràng gió nhẹ nhàng phiêu động, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ôn nhuận như trăng. Thật là nàng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoang có chút ngây dại, ánh mắt có chút ngốc trệ, khóe miệng khẽ nhếch, lại quên đi ngôn ngữ. Hai năm không gặp, nàng vẫn là đẹp đẽ như vậy. Có lẽ chỉ là qua vài giây đồng hồ, lại có lẽ đi qua vài phút, mà lấy Trương Nhạc Huyên bây giờ tâm cảnh, cũng bị Chu Hoang thấy có chút sắc mặt đỏ lên, không khỏi ho nhẹ một tiếng, khục, còn chờ cái gì nữa đâu, không biết ta. Không có, không có, ha ha. Bình thường có thể mặc dạng mày dày miệng này Chu Hoang, ở trước mặt nàng có đôi khi giống như một đồ đần tựa như Nhạc Huyên tỷ, đã lâu không gặp. Ân, đã lâu không gặp." Trương Nhạc Huyên đáp. "Đích xác đã lâu không gặp." Hai năm trước đoạn thời gian kia, là nàng mê man nhất, bất lực nhất thời khắc, khi đó giữ vững được 10 năm lời thề giống như liền biến thành một cái có cũng được không có cũng được chê cười tựa như, nàng không biết nên đi con đường nào. Cho nên, nàng trở lại Thiên Hồn Đế quốc cái kia xa xôi tiểu phía sau núi, suy nghĩ nhìn một chút phụ mẫu, kể rõ một chút tâm sự tiếp đó liền gặp cùng ở tại nghĩa địa chu hoang một cái giống như nàng tuổi nhỏ thời điểm liền mất đi song thân cô nhi chỉ là chu hoang lại cùng nàng không giống nhau khi đó rõ ràng còn thấp nàng nửa cái đầu thiếu niên lại ngoài dự liệu tâm tính thành thục đồng thời lại tràn đầy lạc quan tích cực tâm tính khi đó nàng cũng cảm giác được cái thiếu niên vô cùng rõ ràng con đường của mình cùng mục tiêu hơn nữa sẽ thẳng tiến không lùi đi xuống đi cho nên khi thiếu niên nói mình sẽ đi sử lai khắc cầu học nàng không chút do dự thì cho hắn thư đề cử thậm chí nàng cũng không có hỏi cũng không đi dò xét thiếu niên ngay lúc đó cụ thể hồn lực đẳng cấp nàng tin tưởng thiếu niên sẽ không nói nhảm mà một phong thư đề cử đối với nàng mà nói bất quá là tiện tay mà thôi thiếu niên có thể hay không thật sự đi vào sử lai like khắc còn phải nhìn hắn tự thân cố gắng mà hai năm sau hôm nay nàng tại sử lai like khắc hải thần hồ bên cạnh lại thấy được thiếu niên nói thật nàng là rất vui vẻ thậm chí có loại vui mừng cảm giác nàng quả nhiên không nhìn lầm người hơn nữa trước đây thiếu niên bây giờ đã lớn lên so nàng còn cao hơn nửa cái đầu, ngoại trừ trên mặt còn có để lại chút hứa rỉ nộn cảm giác, thân hình đã cùng người trưởng thành không kém là bao nhiêu. Không có cách nào, đấu la đại lục người đều trổ mã tương đối sớm, nhất là hồn sư bởi vì tu luyện cùng hồn lực tồn tại, thường thường 12-13 tuổi liền có thể dài đến người trưởng thành hình thể. Bất quá trên mặt thiếu niên cảm giác là không có nhanh như vậy thối lui, tâm tính cũng không khả năng tại 12-13 tuổi thời điểm thì trở thành người trưởng thành tâm tính, trừ phi ngươi là xuyên qua. Ngươi rất không tệ, đã là đại hồn sư. Trương Nhạc Huyên đối với hiện tại Chu Hoang Kỳ thực là rất hài lòng, dù sao không có lãng phí nàng thư đề cử, cũng không có để cho nàng cảm thấy mình nhìn lầm người. Chỉ là hơi cảm ứng một chút, Trương Nhạc Huyên liền biết Chu Hoang bây giờ đã là đại hồn sư, mới vừa nhập học tân sinh liền có hai cái hồn hoàng, nói thế nào cũng coi như phải bên trên siêu quần bạc tụy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Chu Hoang cũng không hề hoàn toàn ẩn tàng hắn hồn sư khí tức, mà là duy trì ở mặt ngoài 22 cấp. Dù sao cũng là tại trong học viện của Sử Lai Khắc, nếu như mình hoàn toàn ẩn tàng khí tức, ngay cả phong hào đấu la đều không phát phát hiện được mà nói, đó mới là thật muốn xảy ra vấn đề. Mà lấy hắn thứ hai vũ hồn tính đặc thù, nếu là hắn hoàn toàn ẩn tàng khí tức, phong hào đấu la thật có khả năng không cách nào phát hiện hồn lực của hắn đẳng cấp, trừ phi tự mình ra tay dò xét thân thể của hắn. Bây giờ, đối mặt Trương Nhạc Huyên hài lòng ánh mắt, Chu Hoang cũng không tiện khoe khoang, còn phải đa tạ Nhạc Huyên tỷ cho cơ hội, ta mới có thể thuận lợi nhập học sử lai khắc. Trương Nhạc Huyên nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, lấy tư chất của ngươi đủ để tiến vào sử lai like khắc, đến đổi thư đề cử thứ này, không nói cũng được. Rõ ràng, Trương Nhạc Huyên cũng là rất khinh thường thư đề cử loại quy củ này, đáng tiếc thứ này dính dấp lợi ích quá lớn, thậm chí không phải sử lai like khắc muốn thay đổi liền đổi. Chu Hoang đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu, không có lại nói thư đề cử chuyện, ngược lại hỏi, Nhạc Huyên tỷ là bởi vì hôm nay khai giảng, cho nên mới đến xem ta sao? Không phải. Trương Nhạc Huyên trả lời rất thẳng thắn. Ách, Chu Hoang nghẹn lời, như thế vô tình sao? Phốc phốc, nhìn xem Chu Hoang cái kia quấn dạng, Trương Nhạc Huy nhịn không được khẽ cười một cái, ta hôm nay vừa mới làm xong việc trở về, làm sao biết ngươi đã nhập học. Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua ở đây, tiếp đó liền thấy một cái tân sinh ở chỗ này lười biếng. Chỉ là thưởng thức một chút hải thần hồ hoàng hôn thôi, ở đây không khí rất tốt, ta rất ưa thích chỗ này. Ta tin tưởng, nếu như ngươi nghĩ, ngươi chắc chắn có thể một mực nhìn thấy dạng này hải thần hồ. Nhạc Huyên tỷ cứ như vậy đối với ta có lòng tin. Ân, một cái người có thế tự mình trưởng thành đến nhị hoàng đại hồn sư, ta làm sao lại không có lòng tin. Cái kia tựa như nhạc huyên tỷ lời nói. Chu hoang nhìn về phía hải thần hồ, lạnh nhạt nói. Không có cái gì hào tình tráng ngữ, có thể đứng tại Chu Hoang bên cạnh trương nhạc huyên lại thấy được hắn đạo kia kiên định không thay đổi ánh mắt, không khỏi hơi sững sờ. Một lát sau, trương nhạc huyên mới lên tiếng, hảo. Hai người an tĩnh đứng tại hải thần hồ bên cạnh, nhìn xem phương xa trời chiều từng điểm từng điểm rơi xuống mặt hồ, rất lâu cũng không có nói gì, phản phất chỉ là hưởng thụ lấy này nháy mắt an bình. Không nói tiếng nào, nhưng ở trong lòng hai người cũng không có cái gì lúng túng cảm giác, giống như hai năm trước tại thiên hồn đế quốc tòa kia tiểu sau trên núi, bọn hắn cũng bồi bạn lẫn nhau yên lặng đứng yên thật lâu. Màn đêm cuối cùng buông xuống. Trương Nhạc Huyên mở miệng nói, ngươi nên trở về đi tu luyện hoặc nghỉ ngơi, đừng quên sau ba tháng còn có tân sinh khảo hạch thi đấu, tranh thủ thu hoạch cái thứ tự tốt. Chu Hoang gật đầu, hảo, Nhạc Huyên tỷ vừa trở về, cũng nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ân, đi. Tiếng nói vừa ra, Trương Nhạc Huyên giống như một đạo trắng loãng lưu nguyệt chi quang, trong chớp mắt liền biến mất ở hải thần hồ bên trên. Một màn này thấy Chu Hoang có chút tắt lưỡi, quả nhiên, cao thủ chính là nên có phong độ của cao thủ, liền rời đi đều như thế có phong cách. Một lát sau, một đạo trong sáng lưu quang xuất hiện tại trên hải thần đảo. Lưu quang tiêu tan sau, đi ra là một đạo bóng người màu xanh lam nhạt, chính là mới vừa rồi cùng Chu Hoang cùng nhau thưởng thức nắng chiều Trương Nhạc Huyên. Lúc này, một kẻ thân thể còng xuống lão nhân cũng chậm rãi xuất hiện ở trương nhạc huyên trước mặt nha đầu trở về trương nhạc huyên nhìn thấy lão nhân đầu tiên là hơi hơi thi lễ sau đó mới đáp ân một lão ta trở về một ân đột nhiên nghĩ tới điều gì cười cười nói vừa mới tiểu gia hỏa kia ngươi biết trương nhạc huyên gật đầu một cái nói ân trước đó gặp phải một cái tư chất không tệ thiếu niên hắn thư đề cử là ta cho một ân nghe vậy ngược lại là hơi kinh ngạc một chút bởi vì nhạc huyên nha đầu này còn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Mặc dù hắn cùng với nhạc huyên nha đầu đều rất không thích thư đề cử quy định này, nhưng bây giờ hắn đã không có tinh lực như vậy lại đi cải cách chuyện như vậy. Có lẽ chờ nhạc huyên trở thành hải thần các các chủ, nàng sẽ đi cải cách A, bởi vì dựa vào lão sư cùng nội viện học viên đi khai cuộc bình dân tân sinh, đó nhất định chính là mò kim đáy biển. Tên học sinh mới kia dường như là gọi chu hoang, vẫn là tiểu ấm cái kia tiểu tôn tử bạn cùng phòng, này ngược lại là thật có ý tứ. Thế là, Mục Ân nói tiếp, tiểu gia hỏa kia đối với chiến đấu kiến giải ngược lại là thật không tệ, có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Trương Nhạc Huyên lông mày hơi nhíu, nàng nơi nào sẽ không biết đạo Mục lão nói bóng gió, Mục lão, như vậy không tốt, hơn nữa ta cùng hắn cũng không phải ngài nghĩ loại quan hệ đó. Mục Ân cười ha ha, được được được, nha đầu ngươi nói thế nào thì thế nào. Dù sao hổ thẹn trong lòng, hơn nữa Nhạc Huyên nha đầu cũng đích xác là ưu tú, hắn đều bộ xương già này, cũng không nên nhúng tay chuyện của người tuổi trẻ. Mục lão, ta vẫn trước tiên nói nhiệm vụ lần này a à. trương nhạc huyên đúng lúc đó rời đi chủ đề ân nói một chút có cái gì phát hiện mới Mục ân cũng biến thành nghiêm túc tà hồn sư đích xác tồn tại một tổ chức tên là thánh linh giáo nhưng cái này thánh linh giáo khả năng rất lớn cũng không tại nguyên đấu la ba đại đế quốc bằng không chúng ta không có khả năng đã lâu như vậy cũng không phát hiện cho nên là tại nhật nguyệt đế quốc cảnh nội sao ân khả năng rất lớn mưa gió nổi lên a à. Hy vọng ta bộ xương già này còn có thể kiên trì đến lâu một chút a, à, tương lai cuối cùng là phải giao cho các ngươi. Chương 9, Chu Hoang Cẩu Chi Thần kỹ. Sử lai like khắc ngoại viện thư viện Cùng trương nhạc huyên tại hải thần bên hồ sau khi tách ra, Chu Hoang cũng không có trực tiếp trở về ký túc xá tu luyện hoặc nghỉ ngơi, hắn đi tới ngoại viện thư viện. Bây giờ bất quá là chừng 7 giờ tối, khoảng cách thư viện quan môn còn có 4 tiếng, Chu Hoang cảm thấy thời gian coi như dư giả, cho nên liền tới. Cùng phòng thủ quán lão sư ghi danh thân phận sau, Chu Hoang đi vào ngoại viện thư viện một tầng. Không thể nghi ngờ, cho dù chỉ là ngoại viện thư viện, hắn tàng thư lượng cũng là rất lớn, vẹn vẹn là tầng thứ nhất này, liền vượt qua 10 vạn sách sách báo, huống chi thư viện khoảng chừng 6 tầng. Đáng tiếc, xem như năm thứ nhất tân sinh, Chu Hoang chỉ có quan sát tầng thứ nhất tư cách, về sau mỗi thăng một cái niên cấp, mới có thể nhiều một tầng quan sát tư cách. Nhưng đối với bây giờ Chu Hoang tới nói, cũng đủ rồi. Ngoại viện thư viện rất lớn, hoàn cảnh cũng rất tốt, nhưng tới nơi này học viên lại không nhiều chỉ có rời rạc mấy người như vậy liền lộ ra phá lệ trống trải kỳ thực điều này cũng không có thể quái học sinh dù sao sử lai khắc cùng chu hoang kiếp trước những cái kia trường học khác biệt có thể nói sử lai khắc là hoàn toàn một cái võ giáo là chuyên môn dạy người chiến đấu cái này cũng là đấu la đại lục thế giới này hoàn cảnh quyết định cho nên người muốn sử lai khắc học sinh nhiều tới thư viện học tập lý luận văn hóa tri thức thực sự có chút ép buộc cũng chỉ có những cái kia tại trên vũ hồn một đường tư chất không cao không cách nào đi lên đỉnh phong nhưng lại không cam lòng bình thường học viên, mới có thể ngược lại nghiên cứu tri thức lý luận. Bởi vậy, Chu Hoang nhìn thấy ngoại viện thư viện có thể nói chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Nhìn xem trong tay thư viện tàn thư chỉ nam, mấy phút sau, Chu Hoang đi tới một cái gần tới cao 3 mét cực lớn trước kệ sách. Tại đệ cửu đứng hàng, Chu Hoang rốt cuộc tìm được một bản liên quan tới vũ hồn giới thiệu sách, Đấu La Đại Lục Vũ Hồn Bách Khoa toàn thư bản tóm tắt. Chu Hoang lập tức mừng rỡ lật nhìn. Đấu La Đại Lục Vũ Hồn rất nhiều, có thể nói là thiên kỳ bách quái lại thêm một chút biến dị vũ hồn tình huống kia thì càng phức tạp bất quá tất cả vũ hồn vẫn là có thể xù xì chia làm thú vũ hồn cùng khí vũ hồn đương nhiên còn có một số đặc biệt biến dị vũ hồn nhìn cũng không giống thú vũ hồn cũng không giống khí vũ hồn loại này liền tương đối đặc thù trở lại chuyện chính bây giờ chu hoang muốn tra duyệt chính là khí vũ hồn giới thiệu mục đích đương nhiên là biết rõ ràng hắn thứ hai vũ hồn là chuyện gì xảy ra hạo thiên chù y cửu bảo lưu ly tháp tinh quang long xà quyền trượng bàn long côn vô cực đao Chu Hoang lần lượt mà lật xem tiếp, đương nhiên chỉ là thô sơ giảng lược tra duyệt. Một giờ đi qua, Chu Hoang không thu hoạch được gì. Sau hai giờ, Chu Hoang thậm chí đem thú vũ hồn cũng mơ hồ tra xét một lần, vẫn không có tìm được thứ hắn muốn biết. Hắn thứ hai vũ hồn tên là phù đồ tháp. Một cái cùng thất bảo lưu ly tháp cực kỳ tương tự vũ hồn. Hiện tại hắn phù đồ tháp cũng đồng dạng chỉ có 7 tầng thân tháp, nhưng cùng thất bảo lưu ly tháp màu xanh da trời khác biệt, phù đồ tháp là không tỳ vết thuần bạch sắc, hơn nữa hồn kỹ cùng thất bảo lưu ly tháp cũng không có chút nào giống nhau chỗ. Phù đồ tháp đệ nhất hồn kỹ là ẩn. Nghĩ đến cái này, Chu Hoang không khỏi nghĩ tới trước kia gặp phải cái kia kỳ dị hồn thú, một cái vẻn vẹn chỉ là 10 năm hồn thú, thân hình giống như là ham sơ, đầu lại giống con thỏ, toàn thân cũng là trắng loãng như ngọc lông tóc, nhưng nó đôi mắt lại là hỏa hồng sắc. Bởi vậy, cái kia hồn thú mới cho Chu Hoang một loại cảm giác quái dị. Hơn nữa tại gặp phải cái kia hồn thú trong nháy mắt, Chu Hoang đột nhiên phát hiện, hắn phù đồ tháp vậy mà bộc lộ ra muốn lập tức hấp thu cái kia kỳ dị hồn thú xúc động một cái vũ hồn vậy mà nắm giữ muốn đi hấp thu hồn thú xúc động đây tuyệt đối chấn nhiếp lúc đó chu hoang tam quan trên thế giới này vẫn còn có loại này vũ hồn chẳng lẽ vũ hồn còn có ý thức tự chủ bất quá tỉnh táo sau chu hoang cũng phát hiện hắn đối với phù đồ tháp vẫn tồn tại tuyệt đối nắm trong tay cho dù phù đồ tháp lại nghĩ hấp thu cái kia kỳ dị hồn thú cũng không biện pháp rời đi hắn cái này hồn sư bản thân Phù đồ tháp chỉ có thể thông qua vũ hồn cùng hồn sư loại kia làm bạn tương sinh quan hệ nói cho chu hoang cái kia kỳ dị hồn thú là cái thứ tốt sau đó chu hoang suy xét liên tục vẫn là ra tay giết cái kia kỳ dị 10 năm hồn thú tiếp đó hấp thu nó 10 năm hồn hoàng mà phù đồ tháp thậm chí ngay cả cái kia hồn thú thi thể đều trực tiếp hấp thu cũng là hấp thu xong thành một khắc này chu hoang rốt cuộc biết cái kia kỳ dị hồn thú tên ngân ẩn thú đến nước này hắn phụ đồ tháp vũ hồn có thứ nhất hồn hoàng một cái vẻn vẹn mười năm hồn hoàng nhưng chu hoang tại hoàn thành hồn hoàng hấp thu trong nháy mắt đó liền biết cái này mười năm hồn hoàng tuyệt đối cực kỳ đáng giá không nói cái gì có thể so với mười vạn năm hồn hoàng nhưng đối với chu hoang mà nói tuyệt đối so với phải cái trước vạn năm hồn hoàng hồn kỹ bởi vì cái này mười năm hồn hoàng hắn lấy được hồn kỹ là ẩn cái này hồn kỹ có thể ẩn tàng hắn tự thân hết thảy bao quát hồn sư khí tức hồn lực đẳng cấp hồn hoàng trạng thái các loại mà lại là có thể thời khắc mà ẩn tàng hồn lực tiêu hao hoàn toàn có thể bỏ qua không tính thậm chí tại hắn lúc ngủ cũng có thể duy trì ẩn trạng thái. Đây quả thực là cậu chi đạo thiết yếu thần kỹ A. Mặc dù cái này 10 năm hồn hoàng không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng chính là cho một cái vạn năm hồn hoàng, không, chính là cho một cái 10 vạn năm hồn hoàng, bây giờ Chu Hoang cũng không nguyện ý đổi. Hơn nữa, chính là bởi vì cái này cẩn kỹ năng, Chu Hoang phía trước mới dám dùng săn giết hồn thú phương thức tới kiếm tiền. Bởi vì làm thích khách, dù sao cũng so làm chính diện ngành kháng chiến sĩ phải tốt hơn nhiều, cũng an toàn nhiều lắm. Từ sau lúc đó, khi chu hoang trở thành nhị hoàng đại hồn sư ông nghiên cứu tâm lý hắn thử nghiệm cho phù đồ tháp hấp thu thứ hai cái hồn hoàng nhưng vô luận là trăm năm hồn hoàng vẫn là mười năm hồn hoàng kết quả đều thất bại là ngay từ đầu liền hoàn toàn không cách nào hấp thu cái chủng loại kia mà không phải đang hấp thu quá trình bên trong thất bại thậm chí chu hoang còn có thể mơ hồ cảm thấy phù đồ tháp đối với những cái kia hồn hoàng cùng hồn thú ghét bỏ tức giận đến ngay lúc đó chu hoang hung hăng mắng vài câu ngươi mình ở thật đúng là bắt bẻ a à. thật coi chính mình là đại gia không phải Thiêu tam giảng tứ. Cả một đời không kịp ăn bốn cái đồ ăn. Bất quá rất nhanh, hắn cũng nghĩ hiểu rồi, có lẽ đây cũng là hắn kim thủ chỉ A. Phù đồ tháp bắt bẻ là thiêu dịch điểm, nhưng tốt xấu tác dụng rất rõ ràng. Hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là về sau muốn cho phù đồ tháp thêm hồng hoàng, thật không phải là một chuyện dễ dàng, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào vận khí. Cho nên, cái này cũng là chu hoang muốn tới sự lai like khắc nguyên nhân một trong. Toàn bộ đấu la đại lục, không có nơi nào so ở đây có nhiều hơn vũ hồn kiến thức hắn cần hiểu rõ phù đồ tháp đến cùng là cái dạng gì vũ hồn xem trong lịch sử có từng xuất hiện qua loại này vũ hồn lại hoặc là tương tự vũ hồn chỉ là rất rõ ràng trước mắt cái này đấu la đại lục vũ hồn bách khoa toàn thư bản tóm tắt cũng không có đưa ra đáp án bất quá ngược lại là thấy được cha mẹ của hắn vũ hồn bản tóm tắt chu hoang phụ thân vũ hồn là thủy mà lại là rất đơn giản thủy không có chút nào đặc điểm chu hoang mẫu thân vũ hồn là tầng ba thiết tháp công phòng nhất thể nhưng mà hạng mức cao nhất quá thấp, thất bảo lưu ly tháp chỉ có thể nắm giữ thất cá hồn hoàng, nhưng mà tầng 3 thiết tháp lại chỉ có thể hấp thu tam cá hồn hoàng. Bất quá, tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 3 chu hoang mẫu thân cả một đời ngay cả đại hồn sư đều không đạt đến. Cho nên, chu hoang song sinh vũ hồn kỳ thực đều nguồn gốc từ hắn phụ mẫu, chỉ là đều xảy ra biến dị. Nhất là tầng 3 thiết tháp biến dị ra phù đồ tháp, đơn giản không thể nói lý. Chu Hoang cũng không lo lắng hắn phù đồ tháp chỉ có thể nắm giữ thất cá hồn hoàng, từ đó không cách nào đột phá đến tầng thứ cao hơn, dù sao hắn còn có một cái xương vũ hồn không phải. Hơn nữa hắn hẳn là lo lắng chính là, có thể ngay cả thất cá hồn hoàng đều không cách nào cho phù đồ tháp tăng thêm, bởi vì cái này nha thật sự là quá thiêu dịch, hơn nữa cũng không cách nào nói cho hắn biết hẳn là đi tìm loại nào hồn thú, lại hẳn là đi nơi nào tìm. Chỉ là những thứ này vấn đề, Chu Hoang là không thể nào trực tiếp đến hỏi học viện lão sư, như thế bất ổn. Bởi vậy, Chu Hoang bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này lớn như vậy ngoại viện thư viện nếu là ngoại viện không được, vậy thì nghĩ biện pháp nhìn nội viện tàn thư. Tóm lại, vẫn là phải từng bước từng bước tới. Cầm trong tay đấu la đại lục vũ hồn bách khoa toàn thư bản tóm tắt thả lại giá sách sau, Chu Hoang tiếp tục tìm kiếm khác liên quan tới vũ hồn sách. Ngược lại, bây giờ liền một chữ, làm liền xong rồi. Thế là từ đêm nay bắt đầu, Chu Hoang ngoại trừ tu luyện thường ngày, lại bắt đầu hóa thân thư viện làm thư sinh. Chương 10, Thảo hạch phía trước phân tổ. Ba ngày lên lớp, buổi tối tu luyện, ngoài định mức lại chiếu cố đi thư viện làm sách đối với chu hoang mà nói tại sử lai khắc thời gian đó là một cái chớp mắt chính là một ngày a à. phòng học ký túc xá thư viện ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt cứ thế để cho chu hoang vội vàng quên cả trời đất bất tri bất giác ba tháng lặng yên mà qua đoạn này trong thời gian chu hoang vẫn không thể nào từ ngoại viện trong tiệm sách tìm được cùng phù đồ tháp tương quan vũ hồn tri thức nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì ít nhất hắn học được rất nhiều trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật hơn nữa hắn còn quen biết vương lời một vị chuyên chú vào lý luận nghiên cứu ngoại viện lão sư cũng là tương lai năm thứ nhất lớp một một vị khác chủ nhiệm lớp cùng vương lời nhận biết xem như trùng hợp bởi vì chu hoang thường xuyên ngâm mình ở thư viện cho nên mới ngẫu nhiên gặp vương lời vị này lý luận đại sư hai người giao lưu có thể nói là trò chuyện vui vẻ kém chút hận không thể đốt giấy vàng trảm đầu gà tiếp đó thành anh em kết bái đương nhiên nơi này có nguyên nhân rất lớn là bởi vì chu hoang có thị giác thượng đế có thể biết rõ vương lời hứng thú điểm ở đâu từ nguyên tắc đến xem Chu Hoang cảm thấy Vương Lời đích thật là cái không tệ lão sư, bây giờ tiếp xúc tới, cảm giác cũng chính xác như thế. Giao hảo Vương Lời, kỳ thực Chu Hoang cũng là có một chút tiểu tâm tư, dù sao Vương Lời về sau chắc chắn là sẽ tiếp xúc đến nội viện thư viện. Cho nên, Chu Hoang cũng là vì tương lai chôn xuống một điểm cơ sở. Đến nỗi về sau có hữu dụng hay không, vậy phải xem chuyện cụ thể phát triển, nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị. Ngoại trừ đọc sách, ba tháng này, Chu Hoang tu luyện tự nhiên cũng là không có rơi xuống, dù sao thực lực mới là căn bản hồn lực đẳng cấp đã từ 27 cấp đỉnh phong tu luyện đến 28 cấp đỉnh phong, tốc độ tu luyện cùng dĩ vãng không có quá lớn khác biệt. Bởi vì Chu Hoang còn không có phục dụng phía trước cướp mất vạn năm kình nhựa cây. Nói lên cái này, Chu Hoang cũng là rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn tìm không thấy thích hợp hỏa diễm tới hòa tan vạn năm kình nhựa cây, bản thân hắn xương vũ hồn thế nhưng là băng thuộc tính vũ hồn, cái này khiến hắn như thế nào hòa tan kình nhựa cây. Vốn là hắn là muốn tìm Trương Nhạc Huyên hỗ trợ, nghĩ đến bây giờ Trương Nhạc Huyên đã sớm đột phá đến hồn đấu la cấp độ, cho nên cho dù nàng không phải hỏa thuộc tính hồn sư, nhưng giải quyết chỉ là một khối vạn năm kình nhựa cây vẫn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, ba tháng, hắn cứ thế không có gặp lại Trương Nhạc Huyên một mặt. Cũng không biết là Trương Cô Nương ưa thích trạch tại nội viện, còn có ra ngoài làm nhiệm vụ. Đáng tiếc khai giảng ngày đó nhìn thấy Trương Nhạc Huyên thật cao hứng, cho nên liền đem vạn năm kình nhựa cây việc này đem quên đi. Đồng thời, bởi vì có vạn năm kình nhựa cây, Chu Hoang vẫn là quyết định không đi hố từ tam thạch cái kia liếm chó huyền thủy đang. Vừa tới, Huyền thủy đang tốt nhất phục dụng thời gian kỳ thực là dưới 20 cấp hồn sư, từ đó tẩy tinh phạt tủy. Thứ hai, ba tháng này, Chu Hoang đích xác không có gì thời gian đi kế hoạch hố từ liếm chó, bởi vì thời gian thực sự trải qua quá phong phú, hắn thậm chí cũng chưa từng thấy từ liếm chó, ngược lại là gặp qua một hai lần Giang Nam Nam, bởi vì nàng tại mua hoắc treo cá nướng, nhưng hắn cùng Giang Nam Nam cũng không giao lưu. Mà nói đến hoắc treo, nếu như nói 3 tháng qua, biến hóa lớn nhất một người, đó không thể nghi ngờ chính là vị này khí vận chi tử. Hoắc treo không chỉ có làm tới lớp một lớp trưởng, hồn lực còn theo nguyên bản tội nghiệp cấp 11 tăng lên tới cấp 17. 3 tháng tăng lên lục cấp, đơn giản có thể hét lớn một tiếng, cái này MN hẳn là thiên mệnh chi tử A. Ngồi thẳng thăng cơ cũng không dám thăng nhanh như vậy. Đương nhiên, hoắc treo cơ duyên cũng giống như nguyên tắc bên trong, đầu tiên là bối bối cùng đường nhã từ từ liếm chó nơi đó giúp hắn hố tới huyền thủy đan, tiếp đó lại suýt chút nữa bị mã tiểu đào đồ nướng, mới lấy được một cái thăng hồn đan. Nói thật, chu Hoang là không có hâm mộ chút nào hoắc treo bởi vì mặc kệ hắn là khí vận chi tử vẫn là thiên mệnh chi tử, hắn đều tại mổ thần vương, ba trong bàn cờ. Cũng là bởi vậy, cái này ba tháng, Chu Hoang là rất ít tiếp xúc hoắc treo cùng sát vách lão vương, một mực kiên trì an tĩnh làm một cái không có gì tồn tại cảm NPC cùng sát vách cùng phòng. Cho nên, cho tới bây giờ, Chu Hoang cùng hoắc treo cùng với vương đông vẹn vẹn chỉ là sơ giao đồng học mà thôi, liền bằng hữu bình thường cũng không tính. Còn nữa, Chu Hoang ba điểm trên một đường thẳng phong phú sinh hoạt cũng không có thời gian dư thừa để cho hắn đi giao bao nhiêu bằng hữu bình thường cũng chính là ngẫu nhiên cùng Ôn Tiểu Soái, Tiêu Tiêu cùng với Vương Thanh Nhã cùng một chỗ ước hẹn tại nhà ăn ăn một bữa cơm mà thôi. Ngay từ đầu, cũng chính là Ôn Tiểu Soái ba người biết Chu Hoang sau khi học xong thời điểm, rất ưa thích đi thư viện đọc sách, về sau chậm rãi, trong lớp rất nhiều người đều biết nguyên lai like mình còn có một cái ưa thích pha thư viện đồng học. Nhưng mà đại gia đối với cái này cũng không có cái gì chủ đề nóng, vẻn vẹn chỉ là vừa nghe được lúc, cảm thấy có chút mới mẻ thôi, cũng sẽ không có tâm tư dư thừa đi chú ý, dù sao tất cả mọi người vội vàng tu luyện đề thăng hy vọng thông qua khảo hạch. Chu Y xem như chủ nhiệm lớp, tự nhiên cũng là biết Chu Hoang tình huống. Nhưng nàng cũng không nói gì nhiều, mặc dù sự lai like khắc coi trọng nhất là thực chiến, nhưng thích xem sách cũng không phải chuyện gì xấu, bằng không tại sao muốn có thư viện tồn tại. Hơn nữa, thường ngày nàng bố trí nhiệm vụ huấn luyện, Chu Hoang cũng đều hoàn thành, cho nên nàng cũng không có gì dễ bắt bẻ. Chu Hoang xem như ban một số ít mấy cá nhị hoàng đại hồn sư một trong, Chu Y vẫn sẽ lưu ý đến hắn. Chỉ là Chu Y lớn nhất lực chú ý cũng không tại Chu Hoang trên thân, mà là tại Hoắc Vũ Hạo trên thân. Hoắc Vũ Hạo cố gắng cùng tính bền dẻo là Chu Y thưởng thức nhất, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo lại là một cái vô cùng nghe lời hài tử, càng là chồng mình buồn vũ coi trọng học sinh. Cho nên, Chu Y chú ý hơi lớn bộ phận đều tại Hoắc Vũ Hạo vị này lớp trưởng trên thân. Đến nỗi Chu Hoang, Chu Hoang cho nàng cảm giác chính là, rõ ràng hồn lực là lớp học đứng hàng đầu, nhưng lại sống được như cái người trong suốt tựa như. Trên thực tế, Chu Y cũng không thích tính tình như vậy học sinh nhưng ở Chu Hoang không có vi phạm nàng bất luận cái gì quy tắc tình huống phía dưới, nàng thực sự không thể nói cái gì, thật giống như không chỗ phát lực. Mà bây giờ, Chu Y còn có một chút tương đối xoắn suýt chuyện, đó chính là tân sinh khảo hạch cuộc tranh tài phân tổ, chủ yếu là Chu Hoang cùng tiêu tiêu phần của hai người tổ. Cho nên, hôm nay tại lớp học công bố lần này tân sinh khảo hạch nội dung cụ thể sau, những người khác đều bị Chu Y chia xong tổ, mà Chu Hoang, tiêu tiêu, ôn tiểu soái vương thanh nhã. Hoắc Vũ Hạo cùng với Vương Đông sáu người lưu lại, Chu Y ánh mắt quét mấy người một mắt, mới chậm rãi mở miệng nói, lưu các ngươi xuống, chủ yếu là khảo hạch phân tổ vấn đề. Bất quá trước lúc này, ta muốn hỏi hỏi, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, ba người các ngươi có thể nói cho ta biết hay không, các ngươi như thế nào tất cả đều là khống chế hệ. Các ngươi là tại khôi hài sao? Dưới cái nhìn của nàng, Hoắc Vũ Hạo linh mâu vũ hồn, tinh thần cùng hưởng kỹ năng rõ ràng chính là phụ trợ tính, Vương Đông không hề nghi ngờ là cường công hệ, Tiêu Tiêu trấn hồn đỉnh rõ ràng là công phòng nhất thể, thiên hướng phòng ngự. Ngoài ra, Chu Hoang là khống chế hệ, ông Tiểu Soái là cường công hệ, Vương Thanh Nhã là thức ăn hệ. Bởi vì tân sinh khảo hạch là ba người đoàn thể thi đấu, hơn nữa quy định không thể một đoàn thể xuất hiện hai tên hoặc hai tên trở lên cường công hệ, cho nên tại Chu Y xem ra, Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo một tổ, ông Tiểu Soái cùng Vương Thanh Nhã một tổ, đây là rất rõ ràng. Nhưng mà Chu Hoang cùng Tiêu Tiêu vị trí lại là có thể trao đổi. Chu Hoang hồn lực là 23 cấp, trong vòng 3 tháng, Chu Hoang đem mặt ngoài hồn lực tăng lên một cấp, muốn so Tiêu Tiêu cao hơn một cấp, hơn nữa khống chế hệ tại ba người đoàn thể trong cuộc so tài rõ ràng so phòng ngự hệ càng có ưu thế, nhưng mà Chu Hoang Sương Vũ Hồn nhưng không sánh được Tiêu Tiêu công phòng nhất thể trấn hồn đỉnh. Cứ như vậy, Chu Hoang cùng Tiêu Tiêu riêng phần mình ưu thế liền lộ ra không phân cao thấp. Chu Y là định đem Hắc Vũ Hạo cùng Vương Đông tổ này xem như là quán quân hạt giống, cho nên mới nhất thời không có hạ quyết định, đến cùng là nhường Tiêu Tiêu, vẫn là để Chu Hoang tiến tổ này. Thậm chí, lúc trước, nàng cũng nghĩ qua đem Vương Đông, Tiêu Tiêu hòa Chu Hoang phân tại một tổ nhưng ý nghĩ như vậy rất nhanh liền bị nàng từ bỏ, bởi vì hoắc vũ hạo tinh thần cùng hưởng hồn kỹ đối với những thứ này chỉ có một vòng, nhị hoàng hồn sư tới nói quá mức khó giải. Cho nên, quán quân hạt giống đội ngũ không thể không có hoắc vũ hạo. Chỉ là hôm nay chu y nhìn thấy tiêu tiêu, hoắc vũ hạo cùng vương đông đều đem tự viết trở thành khống chế hệ, cho nên nàng một chút liền nổi giận, mới có thể bây giờ chất vấn ba người này. Thế là, hoắc treo giải thích nói, lão sư, mặc dù ta linh mô bây giờ có được đệ nhất hồn kỹ là phụ trợ tính, nhưng linh mâu vũ hồn là có thể nắm giữ tính công kích hồn kỹ, ta không muốn chẳng qua là khi một cái hệ phụ trợ hồn sư. Tiêu tiêu nhưng là nói, lão sư, ta trấn hồn đỉnh kỳ thực là biến dị, tên là tam sinh trấn hồn đỉnh, ngoại trừ công phòng nhất thể, nó còn có thể khống chế toàn trường, hơn nữa ta còn có một cái khác vũ hồn, tên là cử phượng lai nghi tiêu, cả hai phối hợp, ta có thể trở thành một cái rất tốt khống chế hệ hồn sư. Vương, thần nhị đại, đông. Nàng không có gì dễ giải thích, thỏa đáng cường công hệ, nàng bất quá là muốn theo hoắt treo ở cùng một chỗ mà thôi, lúc này đã rút lại hoắt treo sau lưng. Chỉ là giờ này khắc này, không ai quan tâm vương đông ý nghĩ. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn về phía tiêu tiêu, song sinh vũ hồn. Ân, rõ ràng trong đó chu vua màn ảnh hoang là giả bộ, dù sao hắn đã sớm biết. Lần này, chu y cảm thấy nàng phân tổ không cần do dự, quán quân hạt giống đội ngũ chắc chắn tuyển tiêu tiêu A. Trước đây, nàng đem 6 người lưu lại, chính là muốn hỏi một chút, tiêu tiêu vẫn là chu hoang cùng hoắc vũ hạo hai người bọn họ, ai càng có ăn ý, ai phối hợp tốt hơn. Đến nỗi Ôn Tiểu Soái cùng Vương Thanh Nhã tổ này, Chu Hoang là bạn cùng phòng Ôn Tiểu Soái, Tiêu Tiêu là bạn cùng phòng Vương Thanh Nhã, vô luận như thế nào phân, từ độ ăn ý đến xem, kết quả đều không khác mấy. Hơn nữa, bốn người này rõ ràng là tương giao hảo hữu, đều ba tháng, Chu Y không có khả năng nhìn không ra. Chỉ là tại Tiêu Tiêu nói ra chính mình là song sinh vũ hồn sau, nàng lập tức liền đem Tiêu Tiêu phân đến Hoắc Vũ hảo cái kia một tổ, cách làm này tướng ăn có phần quá khó nhìn chu y dạy học lý niệm mặc dù sai vô cùng bình thường luôn luôn bá đạo nhưng nàng cũng là cần thể diện dù sao bây giờ mấy cái này cũng là nàng dạy ba tháng học sinh chu hoang rõ ràng xem thấu chu y ý nghĩ thế là lập tức nói lão sư ta muốn theo ôn tiểu soái cùng vương thanh nhã một tổ hơn nữa mới vừa nhập học thời điểm ta cùng ôn tiểu soái liền đã quyết định tổ đội nghe vậy chu y không khỏi nhìn nhiều chu hoang một mắt giống như là đang tự hỏi cái gì sau đó mới đáp có thể tiêu tiêu nhưng là bất mãn trừng mắt liếc chu hoang nàng cũng nghĩ cùng hảo bằng hữu cùng một chỗ tổ đội tới mặc dù vương đông dáng dấp đẹp trai nhưng mà nàng cùng vương đông cùng hoắc vũ hạo cũng không quen a à. đánh nhau khẳng định muốn tỉ muội cùng tiến lên a à. thế nhưng là chu hoang cái tên chó chết đó lại nhanh hơn nàng một bước hơn nữa chu ma vương đã đáp ứng kỳ thực tiêu tiêu không biết là chu hoang làm như vậy ngoại trừ xem thấu chu gận tâm tư càng nhiều hơn chính là vì tiêu tiêu bản thân cân nhắc chu hoang là tuyệt đối sẽ không bại lộ toàn bộ thực lực thậm chí có khả năng liền sáu thành thực lực cũng sẽ không bại lộ cho nên tiêu tiêu chỉ có đi theo hoắc treo cùng vương đông mới có thể được đến quán quân mà chu hoang là chắc chắn sẽ không đi theo hoắc treo vương đông một tổ bởi vì sự xuất hiện của hắn đã để kịch bản phát triển xảy ra một tiêu chệch hướng nguyên tắc bên trong tại tân sinh khảo hạch phân tổ trong chuyện này chu gợn nhưng không có bất luận cái gì chần chờ hắn cuối cùng trở thành cái kia vỗ cánh hồ điệp mặc dù bởi vì tiêu tiêu song sinh võ hồn để sự tình lại trở về quỹ đạo nhưng mà nguyên nhân chính là như thế chu hoang tuyệt không nguyện ý đi lên hoắc treo chiếc thuyền này ai biết đi theo nhân vật chính đi có thể hay không biến thành pháo hôi a à. đến nỗi ấm tiểu soái cùng vương thanh nhã nguyên tắc bên trong căn bản là không có hai người kia miêu tả hoặc là chỉ là trong lớp người qua đường giáp hoặc chính là bởi vì hắn cái này con bướm mà xuất hiện mặc kệ là loại nào tình huống chu hoang cũng sẽ không bởi vì ẩn giấu thực lực còn đối với hai người bạn này có cái gì thua thiệt xác định phân tổ sau nhìn xem tiêu tiêu có chút thất lạc thần sắc vương thanh nhã sờ lên tiêu tiêu cái đầu nhỏ an ủi tiêu tiêu cố lên ngươi là tuyệt nhất tiêu tiêu nghe vậy, gật đầu nói, ân, nhã nhã, ngươi cũng muốn cố lên. Ngươi một cái thức ăn hệ hồn sư, nhớ kỹ trốn ở chu hoang sau lưng liền tốt. Chu hoang. Ngươi đây là coi ta là kiên thịt sao? Ta cũng không phải phòng ngự hệ. Sau đó, tiêu tiêu lường chu hoang một mắt, hung hăng nói, ngươi nếu là không có bảo vệ tốt nhã nhã, ta liền lấy đỉnh đập ngươi. Ngươi cái bạo lực tiểu la lị. Bất quá chu hoang vẫn là đáp, yên tâm, có lão ôn tại, hết thảy không lo. Tiêu tiêu lật ra cái khả ái bạch nhãn, ngươi thật đúng là hảo bằng hữu. Sau đó, lại miệng hưng phấn rồi vài câu, tiêu tiêu liền theo hắc treo cùng vương đông đi, dù sao bọn hắn không quen, ngày mai sẽ là khảo hạch cuộc so tài, dù sao cũng phải trước biết lẫn nhau hồng kỹ, bằng không rất khó phối hợp. Đến nỗi chu hoang, ấm tiểu soái cùng vương thanh nhã ba người ở giữa ngược lại là rất quen thuộc, thế nhưng chỉ là tính cách, quen thuộc cùng với yêu thích bên trên quen thuộc, đối với lẫn nhau hồng kỹ kỳ thực đều chưa quen. Dù sao, hồng kỹ thứ này, nếu như không phải đồng đội, ai lúc bình thường sẽ lấy ra nói. Chu Hoang, Tiểu Soái, các ngươi nói chúng ta có thể đánh vào trước 10 sao? Vương Thanh Nhã đột nhiên vấn đạo. Phải xem vận khí. Chu Hoang tùy ý nói. Lần này tân sinh khảo hạch đại tái, hết thảy có 300 tổ, mỗi một tổ ít nhất phải tham gia 10 trận đấu, cuối cùng dựa theo tranh tài thắng lợi tích phân mà tính, xếp hạng trước 150 đoàn đội thông qua khảo hạch, còn lại cũng chỉ có thể rời đi sử lai khắc. Tiếp đó, Xếp hạng thứ 64 đoàn đội tiến hành đấu vòng loại, mãi cho đến trận chung kết, trước 4 tên sẽ có được học viện ban thưởng. Cho nên, có thể hay không đánh vào trước 10, thật sự phải xem vận khí, nếu là tại đấu vòng loại trận đầu liền gặp phải đới hoa bân cùng chu lộ này đối u minh bạch hổ, trừ phi chu hoang ngay từ đầu liền sử dụng toàn bộ thực lực, tại đối phương trước khi phản ứng lại, giải quyết đi chu lộ, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, bằng không, thật sự đánh không thắng. Nhưng chu hoang sẽ làm như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Mặc dù bây giờ Chu Hoang còn rất nhỏ yếu, nhìn như ẩn tàng như vậy một chút xíu thực lực cũng không gì ý nghĩa, nhưng trọng điểm không phải bây giờ, mà là về sau. Hơn nữa bây giờ Chu Hoang cũng chỉ là trên lôi đài không có cách nào đánh thắng U Minh Bạch Hổ mà thôi, bởi vì đây là ngạnh thực lực đối kháng, nhưng nếu là đem bọn hắn phóng tới rừng rậm hoặc thành thị bên trong, hắn có thể ám sát 10 cái đới hoa bân cùng Chu Lộ. Đáng tiếc, hiện tại là tại sử lai khắc, là mặt đối mặt trên lôi đài. Cho nên, thứ tự thứ này thật sự chỉ có thể nhìn vận khí bất quá ấm tiểu soái rõ ràng không thèm để ý vận khí gì không vận khí ngược lại thay đổi trạng thái bình thường có chút hưng phấn mà nói đánh nhau không đang sợ mãn đi lên chính là nghe vậy vương thanh nhã có chút im lặng nhận biết đã lâu như vậy nàng cũng coi như là minh bạch ấm tiểu soái là hạng người gì chỉ là lần thứ nhất phát hiện ấm tiểu soái vậy mà đặc biệt ưa thích lúc chiến đấu nàng cảm thấy mình thế giới quan cũng là tan vỡ chỉ như vậy một cái bình thường ngôn ngữ yếu đuối sợ giao tiếp thiếu niên thế nào lại là cái hiếu chiến phần tử đâu cho nên Vương Thanh Nhã nói, ngươi kiềm chế một chút. Ba người vừa nói, vừa đi đến học viện u tỉnh chỗ không người, sau đó mới bắt đầu chia đừng phóng thích chính mình võ hồn cùng hồn kỹ, cũng tốt lẫn nhau có cái thực chất.